không có cái pháp nào mà dở cho bằng cái pháp sân hận. Tại vì sao? Tại vì người sân hận thì không thành tựu được việc gì hết. Bây giờ quý vị cứ kiểm coi, từ việc nhỏ nha, nấu ăn mà tức giận quá lát cơm nó đổ đó. Hồi nhỏ mà nhớ có nhiều người nhóm lửa, ở Việt Nam mình nấu cơm là phải nhóm lửa, mà nóng tính quá nhóm lửa không cháy, mình làm hồi không cháy tức mình đập cái lò. Nhưng mà đập xong cái lò rồi ai lỗ? Mình lỗ. Rồi cái người mà nóng tính rồi hở chút là quăng liền, rồi cuối cùng là mình mất cái gì? Mình mất mát của cải của mình, mà mình mất luôn cả cái sự bình an nơi mình. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền nói, tôi chưa thấy có một cái pháp nào xấu ác cho bằng cái pháp sân hận. Mà cái chữ ác là gì? Chữ ác là khi chúng ta làm mà nó tổn hại, cái đó gọi là ác. Không phải là mình cầm dao giết người mới kêu ác. Một lời nói nào hay là một hành động nào mà nó có tính cách tổn hại cho người khác cũng đều là ác. Cho nên khi mình sân hận là nó ác cả hai mặt. Bản thân mình đun một cái lò lửa lên, mình thiêu đốt bao nhiêu cái dinh dưỡng ở trong người mình, bệnh tật trong người mình. Mà đồng thời nếu mà nói ở cái mặt tu tập á, là mình thiêu hết rừng công đức. Hồi xưa mình hay nghe câu không? Một đốm lửa sân thiêu cả rừng công đức. Nhiều khi mình có công đức cả rừng vậy đó, nhưng mà chỉ cần một chốn lửa thôi là nó có thể cháy rụi hết. Ở bên Hàn Quốc á, các chùa hay bị cháy lắm. Lý do là tại vì á, là nhiều khi người ta tới đó, người ta hút thuốc. Như có một lần Phổ Hòa đến cái chùa đó thì được kể là chùa đó là một ngôi chùa cổ, là do ở góc khúc đằng kia có cái người đó, họ vào trong nhà vệ sinh, họ hút thuốc, họ đi vệ sinh xong hút thuốc thì lửa nó phật, và lúc đó có một cái gió nó thổi cái đó, cho nên rồi cuối cùng cái chùa kế bên rụi hết, mà đó là một ngôi chùa cổ. Thành thử ra nhiều khi một đốm lửa sân thiêu cả rừng công đức là vậy. Rồi đó mình nói, dù mình nuôi dạy con, mình nóng giận quá, con cái nó cũng không nghe lời mình, mà thậm chí nó lì, nó chống bán lại mình. Rồi mà trong khi đó mình dưới con mắt của con mình, mình không phải là một người mẹ, một người ba hiền lành dễ thương, mà thậm chí mình nóng tức nhiều quá, riết con nó sợ, có chuyện gì nó cũng không dám nói với mình hết. Tại vì nói với mình là mình tháo quát nó, cho nên nó không dám nói. Và bây giờ quý vị sẽ kiểm lại thì mình thấy trong cái cuộc sống của chúng ta, từ đời sống hàng ngày bản thân mình đối với gia đình người thân, ra tới những nơi làm việc, mình là một người chủ mà mình nóng giận tức tối, mình la hét thôi, người ta làm cho mình là chẳng qua là vì miếng cơm manh áo, chứ cái tâm của người ta không có đối với mình. Và thậm chí xin lỗi, nhiều khi họ thấy mình xa cơ họ còn mừng đáng đời. Tại vì sao? Họ có cái lòng bi mẫn với mình, vì hằng ngày mình thiếu cái tâm đó. Đấy. Cho nên giờ một trong những cách mà giúp cho mình, mình nhớ lời Bồ Tát nói, tôi chưa thấy có pháp nào ác cho bằng cái sân hận. Và ngày hôm qua Ngài mới đưa ra một số các loại chướng. Và để cho mình vượt được cái đó, khi nào mà những cái cơn tức tối của mình lên thì mình nhớ mấy câu này để giúp cho mình quán tưởng được cái đó, để mình, dĩ nhiên là mình không hết đâu, nhưng mà ít nhất mình cũng lắng mình xuống được ngay cái giây phút đó. Thật ra bây giờ mình có niết bàn, nhưng mà cái niết bàn của mình đó không phải là cái niết bàn gọi là vĩnh viễn, mà mình niết bàn theo thời theo lúc cũng là mừng rồi. Mình là hữu dư niết bàn chứ không phải là vô dư niết bàn. Niết bàn có nhiều loại lắm, nhưng mà niết bàn mà không bao giờ thay đổi, mãi mãi ở trong cái cảnh an nhiên đó, Phật có cái vô dư niết bàn. Còn mình bây giờ là hữu dư thôi. Hữu dư là gì? Có rồi hết, rồi là phải tìm khác. Cho nên đi tu hoài là vậy đó. Để chi? Để gom mớ niết bàn, rồi đem về sử dụng.
Vô trong hẻm gặp toàn là trời ơi đất hỡi, không chừng 3 ngày là hết trơn niết bàn. Đi tu 4 ngày gom được ít niết bàn đem về, rồi mình vô chỗ nào đó mình hồi là mình hết niết bàn của mình rồi. Cho nên á, phước nó cũng hai loại đó, hữu lậu vô lậu. Cái phước vô lậu là cái trí tuệ, còn cái phước hữu lậu là những cái phước mình đang hưởng đó. Ví dụ mình có ăn ngon, thiệt là ngon đi, thì cái ngon đó hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu, nó qua khỏi cuốn họng là nó hết rồi, nó không thành là những món ngon nữa rồi. Rồi nhưng mà thí dụ mình học được một cái điều gì hay, có bao giờ nó tan biến không? Nó ở trong mình hoài, cái đó gọi là vô lậu. Chứ cái gì mà nó tồn tại lâu, thấy không, gọi là vô lậu. Còn cái gì mà nó chỉ thời gian ngắn rồi nó hết. Ví dụ như mình có phước nè, mình được ở nhà cao, được ăn ngon, mấy cái đó toàn là hữu lậu hết, tại vì nó thời gian nó hết. Mình cũng đâu có phải sống hoài để hưởng cái nhà đó. Rồi mình cũng đâu có phải bữa nào mình cũng ăn ngon. Ngay cả quần áo, mọi thứ vật chất đều là hữu lậu hết, tại vì nó là vô thường. Thậm chí mình đã có nhiều người mới mua một chiếc xe thiệt là mắc tiền, đi đâu được mấy ngày, một tai nạn chiếc xe hết. Thậm chí rồi cuối cùng là bệnh hoạn gì đó mình cũng không được. Nhưng mà những cái học hỏi mà mình có được mất. Cho trí tuệ mà mình càng học rồi mình càng ứng dụng, mình càng sử dụng nó càng ngày nó càng lớn ra. Còn vật chất thì mình xài càng nhiều nó hao mòn, trí tuệ càng xài càng tăng trưởng. Ví dụ quý vị học đọc kinh thường coi, tăng trưởng trí tuệ, hiểu biết rất là nhiều. Còn mà bỏ phế không thèm đọc tụng gì hết thì từ từ nó lưu dần. Phật pháp phải thường nghe, mặc dù cái chữ đó mình nghe hoài, nhưng mà nhờ nghe hoài nó mới nhớ đó. Còn không nghe gì hết coi không biết gì, không nhớ gì hết trơn. Cho nên giữa cái chữ hữu lậu vô lậu là vậy. Bây giờ mình đi đến cái đoạn thứ hai, Bồ Tát Phổ Hiền dạy. Ngày hôm qua là ngày nói cắt chướng phải không? Bây giờ ngày nói như thế này: tôi chẳng thấy có một pháp nào lỗi ác lớn như chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác. Vì thế nên chư Đại Bồ Tát muốn mau đầy đủ hạnh Bồ Tát phải siêng tu 10 pháp. Đại chúng nhớ là Bồ Tát là chỉ là những người, nói đến những vị sống mà mình có cái tâm, có cái tâm từ và có cái lòng Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề là cái tâm giác ngộ, tỉnh thức. Vậy thôi, cho nên tất cả đều là Bồ Tát hết. Tất cả đều là Bồ Tát hết. Mình đừng có ngại khi ai gọi mình nói Bồ Tát hết. Có nhiều khi mình nghĩ là người ta nói móc nói méo mình, nhưng mà thật sự mình học theo tinh thần của các vị Bồ Tát gọi với nhau là gì? Là mình học theo tinh thần đó. Gọi để chi? Để khuyến khích. Cũng giống như mình gặp các thầy trẻ, thì mình gặp các thầy trẻ thì mình gọi các thầy, thì mình có nghĩ là không biết mình gọi vậy mấy thầy có bị tổn phước không? Tại vì mấy thầy trẻ hơn mình, đáng tuổi con mình, mà mình gọi mấy thầy bằng thầy, mình xưng mình con, mình sợ quý thầy tổn phước. Nhưng mà thiệt sự ra mình gọi như vậy là một hình thức yểm trợ cho vị thầy đó. Tôi gọi là thầy đó, cho nên thầy phải đi đứng nằm ngồi, nói năng cử chỉ của thầy đúng mức của một vị thầy. Cho nên gọi chữ thầy đó không phải là mình bị, hay là cái vị đó sẽ bị tổn phước, mà là một hình thức nâng đỡ cho vị thầy đó, để cho vị thầy đó biết rằng thầy không phải là cái giai vị khác, mà thầy là giai vị của một người thầy. Chủ giống như mình đi vô trong bệnh, trong một cái văn phòng bác sĩ, mình gặp ông bác sĩ, mặc dù ở nhà mình kêu ổng bằng chú Năm chú Bảy gì không biết, nhưng mình vô văn phòng là ổng là bác sĩ, mình là bệnh nhân thì mình gọi ổng là bác sĩ. Vậy thì mình gọi đúng cái vai trò của ông, để ông thực hiện đúng cái việc của ông làm. Ví dụ mà ông là bác sĩ mà nói dạ luật sư, tôi đâu có làm luật gì ở đây.
Thành thử ra mình gọi bác sĩ để làm chi? Thứ nhất là để gọi đúng, ổng gì mình kêu nấy. Và thứ hai nữa là gì? Để ông mình làm hiển lộ cái vai trò của ông. Và mình gọi bác sĩ thì mình là bệnh nhân, thì bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ. Thí dụ vậy. Cho nên mình gọi một vị thầy, dù trẻ mà có gọi bằng thầy, mình có xưng con, đó cũng chuyện bình thường. Tại sao? Đó là để trợ duyên trợ lực cho vị thầy đó. Mà chữ con phải mình xưng giọng, mình xưng với cái giới phẩm mà ông đang nhận, ông đang giữ, như cái chiếc áo mà ông đang mặc. Giống như tín đồ bên nhà thờ, người ta vào trong nhà thờ, ta cũng gọi cha. Mà mặc dù vị đó có sanh ra họ đâu, nhưng gọi là cha xưng con. Còn mẹ của các cha thì mình gọi bằng cố. Gọi bằng cố. Mà trong khi đó Phật tử đi chùa gặp ba mẹ của các thầy thì cũng anh chị thím chú bình thường, có gì đâu. Mình đâu có gọi đến mức độ như vậy. Cho nên mỗi người người ta có một cái cách. Nhưng mà mình biết rằng cái gọi đó chỉ là một hình thức để xác định và nâng đỡ. Cho nên những vị Bồ Tát mình nói Bồ Tát này, Bồ Tát kia, mình gọi với nhau Bồ Tát để mình nhắc nhở nhau. Nhất là các vị nào mà mình đã thọ Bồ Tát giới rồi, thì mỗi khi mình khởi một cái tâm gì đối với ai, mình phải nên nhìn lại cái lời nói này nó có xứng là cái vị Bồ Tát nói không. Mình đã ở mình đã là một vị Bồ Tát rồi, lẽ ra mình phải nói tốt cho chúng sanh chứ, tại sao mình lại nói xấu chúng sanh? Thì nó không đúng cái vai trò của mình, không có đúng cái giới phẩm mình đã thọ. Cho nên mình thọ giới để làm gì? Tại sao mình phát nguyện? Ví dụ bây giờ mình biết cái điều đó tự tâm mình giữ được rồi, tại sao phát nguyện? Vì mình phát nguyện như vậy nó có cái động cơ, nó nhắc mình. Lỡ mai chiều mình làm gì sai, mình nói mình là Phật tử rồi, mình nói cái đó rồi, mình nguyện cái đó rồi, sao mình làm như vậy? Ít nhiều nó sanh cái tâm gì? Tâm tàm quý, tâm xấu hổ. Bây giờ đây là 10 hạnh của Bồ Tát nên làm để trợ duyên cho cái đường tu mình. Một là tâm chẳng xa bỏ tất cả chúng sanh. Bồ Tát á, Phật á, luôn luôn á, các ngài tạ tượng của các ngài á, là các ngài hay nhìn xuống nha. Tại sao nhìn xuống? Một là để quay về với chính mình. Người tu là luôn luôn trở về với chính mình, nhìn lại mình. Thứ hai là gì? Mình rủ lòng xuống, mình nhìn xuống để giống như mình có một sự cảm thông. Cũng giống như Phật ngồi trên cao, Phật nhìn xuống như này, mình quỳ dưới mình nhìn lên, thì mình có cảm giác như là Phật đang nhìn mình, Phật đang lắng nghe mình. Và cái lòng lân mẫn của Phật Bồ Tát. Cho nên khi mình tắc bạch, mình hay có dùng cái câu kính mong chư tôn đức thùy từ. Thùy từ là gì? Thùy từ nghĩa là rủ lòng thương xuống. Rủ lòng thương xuống cho mình, hay dùng kính mong chư tôn đức thùy từ mẫn nạp. Rủ lòng thương xuống, mẫn nạp tức là thương mà nhận những cái này. Ở trong cái nghi thức cúng ngọ đó, sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Thì mình dịch cho tiếng Việt là xin hãy xót thương mà tiếp nhận. Những cái món ăn này, sắc hương vị cơm này trên cúng dường chư Phật, và mình mong ở trên rủ lòng, chỉ gọi là thùy từ. Mà cái lời nói đó, cái lời dạy đó, nó thấm nhuần ở trong mình, gọi là ân triêm. Chữ triêm là thấm vào. Cho nên Bồ Tát á, muốn thành tựu, cái chuyện đầu tiên nhất là không có cái tâm, không có cái lòng muốn bỏ chúng sanh. Mình muốn độ người ta mà cái tâm mình không có với người ta làm sao độ. Thứ hai là đối với chư Bồ Tát xem như Phật. Mọi người mình phải xem kính như Phật.
Cho nên hạnh Bồ Tát Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là gì? Không phải là tượng Phật mình mới kính à. Cái gối này nè, cái bàn này nè, tất cả đều phải kính hết á. Tại sao? Tại vì khi mình cần là nó có mặt. Khi mình cần ngồi nó có mặt. Cho nên vì vậy mà trước khi ngồi mình chắp tay mình xá, rồi mình ngồi xuống. Khi mình đứng dậy mình chỉnh chu nó lại cho nó đẹp, cho nó gọn gàng sạch sẽ. Đó, đó là lễ kính chư Phật đó. Thứ hai là trọn chẳng hủy bán tất cả Phật Pháp. Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Và thưa đại chúng, ở trên thế gian này có nhiều Pháp lắm. Pháp là gì? Là con đường. Pháp là con đường. Ở trường hợp này là Pháp là con đường. Nhưng mà có những con đường nó không phải là con đường tỉnh thức. Nó không phải là con đường dẫn mình đi tới giác ngộ. Nó là con đường dẫn mình tới chỗ khổ đau. Cho nên mình phải biết cái nào gọi là Phật Pháp. Thường thường người ta nói, khi người ta nói là ta nói rõ vậy đó. Pháp gọi là Phật Pháp vì đó là Pháp của Phật. Và Phật là tỉnh thức, đó là Pháp giác ngộ. Còn có trên đời này cũng có rất nhiều Pháp, nhưng mà Pháp đó làm cho mình đau thương. Cho nên khi mà mình có một cái khó khăn nào đó, mình đều muốn tìm một phương pháp để giải quyết. Nhưng phương pháp đó, đó là phương pháp của Phật hay là phương pháp của phàm phu? Phương pháp của phàm phu là ân quán phải sòng phẳng. Còn nếu phương pháp của Phật là gì? Ân phải nhiều hơn oán. Hay là thậm chí phương pháp của phàm phu là gì? Lấy oán báo oán. Còn phương pháp của Phật là gì? Lấy ân báo oán. Tại vì chỉ có khi nào lấy ân báo oán thì oán mới tiêu. Còn lấy oán báo oán thì oán chập chồng. Bốn là biết các quốc độ không có cùng tận. Các quốc độ là gì? Là nơi chốn. Quý vị thấy không? Bây giờ thí dụ mình tự hào mình nói là tôi đi du lịch khắp nơi. Khắp không? Đâu có hết nổi. Đi không hết. Cho nên hồi xưa Ngài Huyền Trang á, Ngài đi Ấn Độ á, từ ở Trung Quốc mà Ngài đi bộ, đường đi của Ngài, Ngài đi tới nước nào là Ngài ghi rất là kỹ. Đọc ở trong quyển Đại Đường Tây Vực Ký thì mình mới thấy là Ngài rất là kỹ. Đến cái nước đó là Ngài còn ghi chú lại là cái nước này tên gọi là gì, rộng bao nhiêu, dân số làm sao, phong tục tập quán như thế nào, tín ngưỡng gì, Ngài ghi rõ trong đó hết. Ngài ghi rõ hết. Đó là mình nói về cái quốc độ, là mình nói tới cái quốc độ, cái cõi mà chúng ta đang sinh sống đây nè. Còn nếu mà nói về cái cõi tâm á, thì thôi, vô cùng vô tận, nói không hết. Bây giờ ngồi đây nè, hỏi anh đang ở quốc độ nào? Tôi với anh cùng đang ở một quốc độ Tây Thiên. Nhưng mà hiện tại ngồi đây, mỗi người mỗi quốc độ. Tại quốc độ trong lòng anh sao tôi đâu biết. Cho nên Bồ Tát mà muốn độ chúng sanh, biết được cái tâm niệm của chúng sanh. Quý vị để ý trong kinh đó, Bồ Tát nào muốn hỏi gì chưa dám hỏi, lúc bấy giờ Bồ Tát kia liền quan sát, thấy Bồ Tát này có ý muốn hỏi vậy cho nên nói. Có không? Thỉnh thoảng mình nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết tâm niệm của chúng đang nghĩ gì, cho nên đứng lên đại diện cho đại chúng hỏi Phật. Đó là tại sao? Vì các ngài quan sát cái quốc độ, vì các ngài hiểu được mọi người đang có cùng một cái tâm nghĩ như vậy. Cho nên nhiều khi mình sống chung với nhau, mặc dù chung một quốc độ mà hình như không hiểu nhau. Tại vì sao? Tại vì mình có chung một quốc độ mặt đất thôi, nhưng mà tâm tâm nó không thông, không có hiểu được nhau đang nghĩ gì, không có hiểu người thương mình đang khổ đau như thế nào, cái quốc độ của họ đang như thế nào, để mình trợ duyên cho họ. Còn các vị mà người ta có tinh tế một chút thì người ta sẽ nhận ra cái đó. Giống như là giữa thầy và trò nói chuyện, hỏi ngươi ở đâu tới, nói dạ con ở chỗ đó tới. Ở chỗ đó như thế nào?
ồn ào, thí dụ vậy. Xong rồi cái vị nó ồ chỗ đó ồn ào quá ha, thì người đệ tử nó dạ quốc độ con an ổn. Dạ mặc dù chỗ đó ồn ào đó, nhưng mà quốc độ con an ổn đó. Trong một năm qua quốc độ mình có an ổn không? Ngày hôm qua có một cô Phật tử lần đầu tiên mới dám bước ra khỏi cửa lên tới Tây Thiên. Suốt năm nay là ngồi nhà nằm nhà không hỏi sao vậy, sắp sửa ra cửa cái tôi nói có con dịch này, có con dịch kia, có con dịch nọ, cũng nghe riết ở nhà không cũng đi đâu đó. Sợ quá. Tại vì sao? Tại vì mỗi người người ta gom lại một quốc độ bất an cho mình, rồi cuối cùng mình gom hết trở thành một đại quốc độ không an. Cái gì mình cũng sợ hết. Cho nên nhớ chữ quốc độ là hai phương diện. Bồ Tát biết tất cả quốc độ không có cùng tận. Nhưng mà nhờ như vậy đó, quý vị nuôi con mình biết quốc độ của con không? Biết chứ, ít nhiều cũng biết chứ. Tại vì sao? Tại vì mình có thương nó. Mình có thương con mình có để ý con mình, cho nên nó nghĩ gì, nó muốn cái gì, mình mặc dù mình không dám nói là biết 100%, nhưng phải 70-80% mình hiểu ý nó. Có nhiều khi các vị cha mẹ nó cũng tế nhị lắm. 5 ngày sống chung với con cái rồi, vợ chồng nó cứ đụng chạm với mình suốt. Cái cuối tuần hai ông bà rủ đi đâu biết chi không? Để cho hai vợ chồng nó có một quốc độ riêng. Rồi mình lớn tuổi rồi mình cũng cần có một quốc độ riêng. Đó là mình hiểu đó. Năm là rất có lòng tin mến nơi Bồ Tát hạnh. Thí dụ mình thấy ai làm việc gì á, mình đừng có nghĩ, mình đừng có nghi ngờ người ta, mà thay vì như vậy mình nên sanh cái tâm là đó là hạnh của Bồ Tát. Có một Phật tử khoảng chừng tuần hai tuần thì sẽ ghé chùa một lần. Và mỗi lần cái vị này mà ghé chùa mà thấy các Phật tử đang làm việc ở dưới lầu á, là cô lên cô gặp Pháp Hòa, cô nói trời ơi, từ tận trái tim của con thấy ở dưới lầu ai cũng là những Bồ Tát hết. Tại vì người ta hy sinh thời gian công sức của người ta đến đây để người ta trang rãi, ta phụ cho chùa. Tại vì mình, nếu mình có cái nhìn đó, thay vì mình chỉ trích thì mình thấy ai làm được việc gì thiện thì mình đều nói đó là hạnh của Bồ Tát. Hồi sáng mình đọc phải không? Con nguyện xin tập nhìn mọi người xung quanh con bằng con mắt gì đó, bằng tấm lòng hiểu biết, con nguyện bằng nghe khổ đau của người ta bằng đôi tay xót thương, bằng tấm lòng hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Nhiều khi có những người người ta đâu làm gì được, ta nghe không. Sáu là chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không pháp giới Bồ Đề. Tâm Bồ Đề bình đẳng. Mà cái tâm Bồ Đề này nó rộng khắp như là hư không vậy. Bảy là quán sát Bồ Đề giác đạo nhập Như Lai lực. Mỗi người ở đây ai cũng có cái lực hết á. Nhưng mình làm sao mình có được cái lực của Như Lai? Lực của Như Lai là lực gì? Việc gì đến mình nhận, việc gì đi mình biết. Tại vì cuộc đời này vốn có đến có đi. Quý vị biết không, trong khóa tu mùa xuân này nè, lẽ ra là mình sẽ có đủ, nếu mà đầy đủ đó ha, là có Phật tử Vancouver qua nè, có Phật tử Toronto qua nè, có Phật tử ở Quebec qua nè, có Phật tử ở Winnipeg nè, rồi có Phật tử ở Regina nè, rồi Phật tử Calgary nè. Mà bây giờ kiểm lại á, Winnipeg đăng ký 8, đi tới đây rớt còn 3. Cô ở Monroe đã có vé máy bay rồi, cuối cùng á
cổ đi làm thì trong hãng cổ có người bị bệnh, rồi cổ phải đi thử và cổ bị cách ly, rồi rớt. Hai Phật tử ở Vancouver in vé máy bay ra rồi luôn, sáng hôm sau là lên máy bay luôn. Pháp Hòa nói đầu phone ra phi trường thử coi, phi trường không cho đi, rớt. Thấy không? Rồi một gia đình ở Regina ghi danh và nhất quyết dữ lắm mà tới bữa nay chưa thấy. Rồi Kelly đăng ký 3 người, hồi tối 9 giờ lên tới Trúc Lâm. Lên tới Trúc Lâm xong rồi nói nếu có ai lên thì lên, còn không thì ngủ lại đi, sáng mai lên sớm. Sáng nay lên chánh điện ngó lại có ông bà tài xế à. Hai người lơ không thấy. Phải không? Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là như là gì? Như như bất động. Lai là gì? Đến đi. Đó. Nghĩa là mình thấy cái việc đó sẽ thành công trước mắt đó, nhưng mà cuối cùng cũng có gì hết. Có những vị người ta nôn nức đi dữ lắm, mua vé, đặt vé đủ thứ hết. Thành thử ra cuộc sống này không có cái gì mà bảo đảm hết. Cái gì nó cũng có thể rơi rớt, cái gì nó cũng có thể xảy ra. À, giống như mình hay đùa nói, không có gì chắc hết, chỉ có một cái chắc thôi là chết chắc. Còn ngoài ra là không có gì chết, không có gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Cũng giống như Pháp Hòa nói, cái danh sách cầu an là không có chắc, còn qua danh sách cầu siêu rồi không thay đổi. Nằm ở trong danh mình nằm ở trong danh cầu an chứ cũng không có bảo đảm tại cái danh sách này thay đổi. Ví dụ như năm nay mình cầu an 46 tuổi, năm tới không đổi gì cũng phải đổi tuổi, đổi lên 47. Còn người nào mà cúng sao mà giải hạn đấy, năm nay sao gì, năm tới phải sao khác. Mà qua danh sách kia rồi là hạn khỏi đổi, sao khỏi đổi, chết hồi 2 tuổi, trên 50 năm sau cũng tụng có 2 tuổi. Không có thay đổi. Cho mình phải có cái lực của Như Lai. Cái lực đó để làm gì? Không phải để mình vững dưng, nhưng mà để mình vững tâm. Để mình vững tâm. Tám là siêng năng tu tập vô ngại biện tài. Nó có một cái biện tài là gì? Biện tài nghĩa là tài năng. Mà cái tài năng này á, nó vô ngại, là không có trở ngại. Ví dụ như từ vô ngại, hay là mình có cái biện tài gọi là gì? Nhạo thuyết, thích nói. Từ vô ngại, pháp vô ngại, những cái pháp gì mình biết không có trở ngại, ai hỏi mình có thể mình giải thích rõ ràng được. Cho đó gọi là tu tập vô ngại biện tài. Muốn có được cái này mình phải trao dồi Phật pháp. Chính là giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi. Mình muốn độ chúng sanh đó không phải dễ đâu. Tại vì đã nói là độ thì có nghĩa là nó khó, chúng sanh thì can cường. Cũng giống như bây giờ mình hay nói vậy nè, trời ơi sao con cái bây giờ khó dạy quá. Đa phần sẽ nói câu đó. Tại sao? Tại vì cái thời của mình sống đa phần là dễ dạy, gì mình vẫn còn ảnh hưởng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, và cha mẹ nói con phải nghe. Vì cái môi trường đó, đi vô trường học, đi ra bên ngoài, nhất nhất đều nghe cái đó. Cho nên cái môi trường cái nó tạo thành mình sống theo cái cách đó. Nhưng ở đây bây giờ hết rồi. Bây giờ con cái mà nó nghe lại mình có, không phải là không còn gì hết, hiếm lắm. Và nếu có nghe, nó nghe một phần thôi, nghe cái gì nó cảm thấy hợp ý với nó. Còn cái gì nó cảm thấy mình không make sense, mình không có, mình không đúng, thì nó sẽ có thể nó còn một, nó dễ thương á, cái gì nó cũng dạ mà nó không làm. Còn nếu mà nó không dễ thương, nó sẽ chống lại, nó sẽ nói lại cho bằng được.
không? Thành thử ra mình phải hiểu cái đó. Tới khi mà mình không có mình cái chữ Pháp Hòa hay nói là khi mình buông á, không có nghĩa là mình không cần biết gì nó hết. Không phải là mình không khe nó, nhưng mà mình sẽ thương nó, mình quan tâm nó trong cái tĩnh lặng, trong cái im lặng của mình. Mà không có, Việt Nam mình là thương con là phải xô ra. Ví dụ như nó lớn mấy chục tuổi vậy đó, gặp nó là phải ôm, phải nựng, phải đủ kiểu. Mà nó không thích, nó không thích. Nhưng mà cái kiểu của mình là vậy. Cái kiểu của mình là phải thích. Mấy thầy chùa đây, thời vô chùa tu là 10 tuổi, 9 tuổi, 7 tuổi là một chút tiểu nhỏ, mình vẫn ôm, mình vẫn nựng như vậy. Bây giờ hơn 30 tuổi hết mà vẫn chưa thế. Thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng lên phòng Pháp Hòa là Pháp Hòa vẫn giỡn và vẫn nựng như hồi còn nhỏ vậy. Đó là cái kiểu của mình đó. Nhưng mà mình phải nói trước nha, này là kiểu Việt Nam. Ở trong kinh thường dùng cái chúng sanh can cường. Tại vì bản chất của chúng sanh này khó uống lắm. Thứ 10 là gì? Là trụ nơi tất cả thế giới không tâm nhiễm trước. Đi hết tất cả nơi mà không có chỗ nào mình nhiễm hết. Tại vì sao biết không? Tại vì chỗ nào cũng giống nhau. Quý vị nhớ cái bài thơ của ông Tô Đông Pha không? Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết gian. Ở bên Trung Hoa nó có hai cái địa điểm đẹp, dĩ nhiên là nhiều, nhưng mà ở trong cái bài thơ này nó diễn tả thứ nhất là sương mù ở trên núi Lô và những cơn sóng ở sông Chiết. Mù tỏa Lô Sơn, núi Lô là Lô Sơn á, sóng Chiết Giang. Nghe đồn hai cái đó đẹp lắm. Đời người mà chưa được đến hai chỗ đó thì hận lắm à. Khi đi chưa đến hận vô vàng, phải tìm mọi cách để đi. Đi được đến đó rồi, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng là gì? Cũng là mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Bây giờ quý vị nghe nói Âu Châu rất đẹp, sông Sen rất đẹp, phi trường Charles de Gaulle rất lớn, cái vườn gì Luxembourg. Qua đó mới biết, đi mà không nhìn ở dưới là đạp mìn chết luôn đó. Tại vì người Âu Châu là họ thích dẫn chó đi chơi, mà cái vườn đó là quá trời chó luôn, mà ở dưới là con chó không. Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nghe đồn sông này sông kia, mình tới thì cũng nghe hồi xưa thì mình nghe sông Sen có gì đẹp, Paris có gì đẹp không em. Mình nghe diễn tả thì nó đẹp đó, nhưng mà đến rồi thì cũng vậy thôi. Lô sơn yên tỏa chiết giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đắc đáo hoàng lai vô biệt sự. Tới rồi đâu thấy gì khác đâu. Lô sơn yên tỏa chiết giang triều, mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Bây giờ mình đi đâu rồi mình cũng thấy giống hết á. Thậm chí những cái người mà vĩ nhân, mình nghe đồn đi, mình nói chỗ mình gặp tớ, ủa vậy thôi hả, không có gì đâu. Ủa chứ muốn gì. Giống như hồi xưa quý hòa thượng á, trời ơi nổi tiếng, một vị mà đạo cao đức trọng đồ, ai cũng nghe tiếng hết. Tới khi mà quý ngài đi về miền quê, quý ngài giảng đó, trời dân chúng đổ ra đi nghe giảng. Xong cái hòa thượng nói đạo hữu chỉ cho thầy nhà vệ sinh thầy đi. Cái ông hòa thượng vô, ông ngồi ông rửa tay, không nghe ngoài nói trời hòa thượng mà cũng đi toilet nữa. Hòa thượng mà cũng đi vệ sinh nữa hả. Ông ra mắc cười,
ông nghĩ bụng, không biết không nghĩ mình là cái gì mà ông đi washroom. Bà thượng cũng đi washroom. Cho nên nó Như Lai là vậy đó. Như Lai là Đức Phật của mình đó. Được gọi là Như Lai là sao? Tại vì ngày đến cuộc đời này thấy như thế nào thì ngày đi như vậy. Mình đến làm sao, mình đi làm sao, Phật cũng y hệt như mình, không có khác gì hết đó. Chỉ có cái khác là gì? Giữa tỉnh và mê thôi. Chứ còn cái hiện tượng sự sống nó giống nhau. Ví dụ Phật cũng ăn, mình cũng ăn. Nhưng mà cái ăn, cái cách ăn của mình với Phật nó khác. Cái giữa ăn của cái người tỉnh, người mê nó khác. Người tỉnh là ta nghĩ gì phải không? Thí dụ đơn giản đi, cái người mà có tu tập chút thôi, ăn để sống. Nhưng mà cái người mà không có tu tập, đành rằng ăn để sống, ăn ngon sống mới nổi. Ăn ngon sống mới vui. Đó. Nên mặc để ấm, mặc đẹp vẫn thích hơn. Chứ thì người, người tỉnh thì cũng mặc, mà người mê cũng mặc. Nói chung là Phật mình giống nhau hết á. Chỉ có cái điều là tỉnh cái thái độ thôi. Mình nghe một người ta nói một cái câu sốc hông vậy đó, mà cái người mà mình nóng nảy á, thì mình sẽ phản ứng lại liền. Còn cái người tinh tế á, thì người ta không có phản ứng. Tại vì người ta hiểu ảnh nói sốc tôi là để mong tôi bộc lộ cái cơn giận, nhưng tôi đâu có dễ dàng gì tôi bị đó. Thì người ta nói riết thời gian cái ta thấy sốc hoài sao không, mình không có sao hết. Thì người ta không làm gì nữa hết. Trên dược cho nên đó, tất cả đều chỉ khác ở cái chỗ tỉnh mê chứ không có gì hết. Cho nên cái chỗ là trụ nơi tất cả thế giới mà không có nhiễm trước. Tại sao các Phật khác ở cõi tịnh độ hết sảy không à? Nè, Phật Di Đà ở tịnh độ cực lạc nha. Chỗ đó là cây vàng lá ngọc, không có gió thổi cũng nghe pháp nữa đó. Rồi Phật Dược Sư thì thôi cõi lưu ly không, các cõi Phật khác đều là đẹp cực kỳ. Có mình cụ Thích Ca Mâu Ni là ở cái cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà này là quá trời quá đất, từ chúng sanh con người cho đến Phật. Vậy mà chỗ đó lại là cõi tịnh độ của Phật Thích Ca. Tại vì sao? Tại vì Ngài lấy cái đối tượng này để giáo hóa. Tại vì không có, ngày hôm qua quý vị đọc phẩm Phổ Hiền quý vị thấy, nếu mà cái cõi đời này mà không có những cái này thì sự có mặt của Đức Phật không cần thiết. Quý vị đọc ở trong kinh Vô Thường á, bài kinh rất là ngắn nha, mà bài kinh nói rằng á, này các vị, ở thế gian có ba việc mà người ta không có thích, người ta không có ưa, người ta không có như lòng, người ta không có muốn nghe. Đó là gì? Đó là già, là bệnh, là chết. Ở thế gian có ba việc không như lòng, không đáng nhớ, không mong muốn, vì là ba ấy là già, bệnh và chết. Nhưng mà đặc biệt là chính vì cõi này có ba thứ đó, cho nên Như Lai mới có mặt để nói lên cái này và con đường thoát ly. Thí dụ mình có, mình có thức ăn, mình có quần áo đẹp, mình mời, mình xin cho người ta lấy chứ. Hôm rồi có một thầy thì là làm từ thiện đó, mà Phật tử mới hùng tiền lại rồi đi mua đâu được gần 100 cái quan tài để đi cho từ thiện cho những ai người ta cần. Ổng làm xong ổng mới than, nói trời ơi giờ đem 100 cái quan tài vậy không biết để đâu. Mà bây giờ không lẽ gặp ta nói bác cần quan tài không? Cái gì mình cho cũng được hết á. Ví dụ mình có áo quần, có đồ ăn gì, mình gặp người ta mình nói chị này táo này chị ăn không? Không, mà nói đây tôi có 100 quan tài xài không. Cái này người ta chẳng những người ta không xin mà ta còn chửi nữa đó. Đấy không?
Ở đây có những cái nhà hoàng nó hay lên, nó nói thầy cho tôi tới chùa thầy để tôi giới thiệu về nhà hoàng tôi. Tôi nói ông có giới thiệu thì giới thiệu mà không được hỏi nha, không được hỏi chị có cần không. Thật ra cái đối với người Mỹ cái chuyện lo hậu sự là chuyện rất bình thường. Rất bình thường là tại sao ai cũng phải đi đến ngày này và ai cũng cần phải chuẩn bị, và thậm chí chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Và thậm chí mình biết trước á, mình yên tâm là mọi việc nó đã được sắp xếp. Ví dụ như mình đã đích thân mình thấy cái quan tài, mình thấy mọi thứ mình chuẩn bị sẵn. Thậm chí có nhiều người có tiền ta trả sẵn luôn. Nghĩa là khi nào mất là chỉ cần báo là mọi thứ đã xong. Nhưng mà người của mình thì không có thích nói mấy chuyện này. Nhưng mà mình qua đây riết là ở lâu rồi bắt đầu cũng dần dần có thể thành cái, có thể quen được cái đó. Bây giờ có thể chuẩn bị trước. Nhưng mà có một số các vị rất thích, không có thích nghe mấy cái này, không có thích nghe. Thậm chí lên chùa nghe kinh gì nghe, chứ tới hồi cúng linh là đi á. Tại vì không có muốn nghe những cái lời buồn khổ đó. Nhưng mà thật sự ra lâu lâu phải có nghe. Nghe để làm chi? Để mình biết. Mình biết chứ không phải để mình sợ. Sợ gì nữa là sợ. Bây giờ mình sợ người ta, mai mốt mình đầm nó ai sợ mình. Cho nên á, cái chỗ gọi là nơi tất cả thế giới mà tâm không nhiễm trước, mình đi đến hết, mình trải qua hết, nhưng mà không có gì, mình bình thường. Đó là 10 cái điều mà các vị Bồ Tát có thể thực hiện. Chư Phật tử an trụ trong 10 pháp này rồi, thời có thể đầy đủ 10 thứ thanh tịnh. Thế mà mình an trụ ở cái được 10 cái hạnh này á, thì mình sẽ có 10 thứ thanh tịnh. Đó là gì? Một là thông đạt thậm thâm pháp thanh tịnh. Thông đạt là gì? Tức là mình thông suốt. Cái pháp nó thâm sâu và thanh tịnh. Hai là thân cận thiện tri thức thanh tịnh. Chữ thanh tịnh ở đây là gì? Thanh tịnh có nghĩa là trong sạch. Thanh tịnh còn có nghĩa là không có nhiễm ô. Nó ngược lại với nhiễm ô. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa rót cho quý vị một ly trà, không có một ý niệm gì hết, chỉ thấy bác này đang ho quá, mình đưa chai nước thôi. Đó là mình đưa chai nước thanh tịnh. Cái tâm mình nó trong sáng đó. Mình thấy bác kia ho, mình đem ly nước tới, mình không có cái gì hết. Thì tất cả các mình phải thông đạt các cái pháp bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Nghĩa là gì? Việc gì nó đến, mình tiếp nhận nó như vậy. Hai là thân cận thiện tri thức. Chơi với bạn gần gũi thiện tri thức cũng thanh tịnh. Người ta thanh tịnh, mình cũng thanh tịnh. Ba là hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh. Hộ trì là gì? Hộ là giúp đỡ, trì là gìn giữ. Hộ trì là mình giúp đỡ, mình gìn giữ cho Phật pháp. Pháp Hòa hay nhắc như thế này, và các vị tôn đức cũng hay nhắc mình: nhân hư đạo bất hư. Con người có sai chứ đạo đâu có sai. Ví dụ mình thấy chúng sanh, thậm chí từ người xuất gia cho đến những người cư sĩ, họ làm gì sai đi nữa, chính họ sai thôi. Chứ còn bản chất của đạo giáo đó không có gì sai. Mình không nên nghe một chúng sanh nghe cái điều gì đó rồi mình xúi, thấy chưa? Chờ có nhiều người á, người ta giận ai đó, người ta ghét, người ta thấy điều sai của một người nào đó, người ta bỏ Phật pháp, người ta bỏ một cái đạo giáo. Nhưng cái đó không phải vậy. Nhân hư đạo bất hư. Có nhiều vị lên nói vậy nè, nói bây giờ là con hồi đó con quy y với thầy đó, bây giờ cái thầy đó thầy không còn tu nữa, vậy con có cần quy y lại không? Pháp Hòa nó cũng không cần thiết. Tại vì quy y là tam bảo chung, Phật pháp tăng. Vị thầy đó chỉ là người đại diện cho tăng trong lúc đó thôi. Bây giờ thầy đó không còn tu thì thầy đó ra,
Nhưng mà Tăng Bảo đâu có mất, Tăng Bảo vẫn còn, thì mình vẫn tiếp tục nương tựa Tam Bảo. Và hơn nữa quý vị nhớ là Tam Bảo là ba viên ngọc quý, cho nên mình phải khuyến khích, mình phải khuyến tấn chúng sanh. Hồi đó Pháp Hòa có cách đây khoảng chừng hơn 20 năm. Thì khi đó các cô, các dượng của Pháp Hòa bên Mỹ muốn quy Tam Bảo, Pháp Hòa qua rồi các vị phát tâm, bắt đầu học hỏi Phật Pháp, rồi bắt đầu muốn phát tâm tu tập. Thì các vị mới nói giờ muốn quy Tam Bảo, Pháp Hòa mới nói quý vị ở vùng đó có vị hòa thượng đó đó, ngài rất là đức độ, lần quy y với ngài đi. Pháp Hòa khuyến khích người thân Pháp Hòa đi quy y với vị hòa thượng. Tại sao? Tại vì mình khuyến khích cho người thân mình nương tựa Tam Bảo để họ có một cái con đường họ tu tập. Mình đâu có ở gần họ mãi mãi mà nhắc nhở, phải không? Mà hơn nữa sát bên đó, thí dụ mai chiều nay hòa thượng tịch, chừng đó họ nương mình cũng không sao, nhưng giờ trước mắt hòa thượng đang ở đó, các vị lên đó tu quy y nương tựa hòa thượng nhờ cái đức của ngài. Chờ quý vị tất cả các cô kéo nhau lên quy với hòa thượng, rồi sau này hòa thượng tịch rồi các vị mới y chỉ. Nhưng mà Pháp Hòa nói ở đây là mình phải khuyến tấn, chứ không có nên xúi biểu. Tại vì cái đó là cái nhân không lành. Mình, quý vị nhớ là người ta khuyến tâm thiện nó vẫn tốt hơn là mình bài xích để cho người ta khơi một cái tâm niệm không thiện. Thôi đời này toàn là người tu dởm không à, đừng quy y, đừng có tu hành gì nữa, đâu nói gì được. Thí dụ như giống như ngài Huyền Trang mà dạy cho vua nhà Đường vậy đó. Ông nói trẫm chỉ lại Phật lại Pháp thôi, trẫm không có lại Tăng, trẫm không quy Tăng, tại vì Tăng là có nhiều ông Tăng không có tu. Hòa thượng ngài Huyền Trang nói một câu rất hay. Ngài Huyền Trang nói như thế này, ngài Huyền Trang mới nói khi mà trời hạn hán, hoàng thượng muốn cầu mưa, hoàng thượng phải làm một con rồng bằng đất để cầu mưa. Mặc dù cái cục đất đó không phải là con rồng, nhưng mà hoàng thượng muốn cầu mưa phải nương vào con rồng đất đó. Một vị tăng không có thể sanh, không có thể làm cho hoàng thượng, không có thể cho phước hoàng thượng được. Nhưng mà từ nơi cái người đó, hoàng thượng có phước, hòa thượng gieo phước. Người ta không cho mình, nhưng mà nhờ họ mà mình có phước. Thôi là ví dụ, Cái người nghèo họ có cho mình phước, họ có cho mình đồ ăn không? Không, tại nghèo lấy gì cho. Nhưng mà chính nơi họ, họ giúp cho mình có phước. Tại vì họ nghèo mình mới có cơ hội mình cho họ cái của mình có, thì nhờ họ mình có phước. Mặc dù họ không cho mình phước, nhưng mà nhờ họ mà mình có phước. Chúng sanh cũng vậy, có những người người ta kỳ cục lắm, mình gần người ta mình không học được gì hết á, họ không dạy mình được cái gì, nhưng mà nhờ họ mình học được bài học nhẫn nại, chịu khó. Cho nên khi Pháp Hòa đọc cái đoạn mà ngài Huyền Trang dạy cho vua nhà Đường, mình rất là tâm đắc. Và từ đó mình đem cái câu chuyện đó ra mình ứng dụng trong đời sống của mình. Cái việc gì người ta đến với mình, cái người này không có làm lợi ích gì hết á, đó, họ không có làm lợi ích gì cho mình, nhưng mà nhờ họ mà mình có ích. Cho nên mình là người thân của mình, thật sự cái buồn là khi mình đối với người tu
Mà mình buồn là khi mình đổ được một người khác mà mình không đổ được người thân mình. Đó là cái buồn. Tại sao? Tại vì nhưng mình đó là mình nói theo cái bình thường của mình. Còn nếu mình nói trên nghiệp lực phước duyên, nhiều khi mình không đủ duyên độ họ, nhưng mình cũng nguyện rằng có vị nào đó đủ duyên để độ cho người thân mình. Miễn sao người thân mình có người độ là mình được rồi. Cũng giống như mình có đệ tử vậy đó. Khi mình biết rằng cái khả năng mình dạy đệ tử mình tới đó thôi, nhưng mà ở nơi nào đó có cái môi trường đó, nếu mình là người thầy mình phải gửi đệ tử mình tới đó để cho đệ tử mình được học hỏi, để mở mang. Cho nên mà chính nhờ như vậy đó, Phật pháp mới trường tồn. Thí dụ như cái thí dụ bây giờ cái người nào xấu đi thì họ cũng có sống hoài đâu, thời gian họ cũng phải đi. Thì khi họ không còn có mặt nữa thì những người tốt này bắt đầu người ta mới có cơ hội, người ta phát triển, người ta làm việc. Thì nhờ như vậy mới không mất. Chứ mình đâu có thể nào mình nói là bây giờ mình nhìn chung như vậy rồi mình bảo chúng sanh đừng có lo tu hành vậy. Bây giờ trong chúng ai cũng chịu tu, một người còn tu thôi vẫn đỡ hơn không còn người nào nữa. Lỡ giờ tất cả bây giờ 10 người không tu, một người lẽ ra họ tu là đó tốt rồi. Mai mốt người, cái người không tu họ không hợp thì trước sau họ cũng đi thôi. Thì chừng đó người tu còn ở lại phải lo việc đó. Bốn là liễu đạt hư không giới thanh tịnh. Là sao? Thế nào gọi là liễu đạt hư? Liễu đạt tức là mình đạt được một cách rốt ráo cái nơi chốn mà cái thanh tịnh của mọi việc, một của pháp giới này là gì? Đó là xưa nay không dính một việc gì hết. Nói theo ngài Lục Tổ Huệ Năng là bổn lai vô nhất vật, xưa nay không dính bụi, xưa giờ không bị nhiễm ô. Ví dụ như sau này mình mới bắt đầu mới có bị ô nhiễm không khí môi trường, chứ trước không có. Hay là bây giờ ví dụ giờ ở Tây Thiên đi, không có xe cổ, không có hãng xưởng gì hết, thì đây là pháp giới thanh tịnh nè. Nhưng mình đi về cái phố á, thì có sự nhiễm ô. Thì hư không này xưa nay không một quý bụi, không có nhiễm ô, trong lành. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Mình phải biết rằng cái tâm mình á, xưa vốn nó không có nhiễm. Sở dĩ bây giờ nó nhiễm là tại khi bắt đầu mình lớn lên, mình có sự giao tiếp. Mà hãy giao tiếp nhiều nào dễ nhiễm mình đấy. Quý vị để ý coi, hồi xưa mình không có YouTube á, mình ít có biết nhiều chuyện đó. Không có chuyện gì mình biết á, mà khi mình biết rồi trên báo chí thôi. Mà cái chuyện gì mình đọc báo chí là chuyện đã rồi, 2 tháng, 3 tháng. Cho nên cái tâm mình nó bình an lắm, mình bớt luận đàm lắm. Còn bây giờ thì như không có ngày nào không có chuyện để luận, tại vì cái gì mình cũng biết hết á. Có thậm chí mà nó ghiền đến mức độ là mở mắt ra và bấm cái coi chuyện what's going on, chuyện gì xảy ra, để mình quá nhiều việc. Không phải là không tốt, nhưng mà đôi khi mình cũng phải nhìn lại để mình thấy rằng có cái giây phút nào đó chúng ta phải tạm dừng đi. Cho nên á, nếu mà trường hợp này quý vị nào mà đi dự khóa tu, những ngày nào mình cảm thấy mình không cần thiết phải đụng vào cái phone, đọc những tin tức, đọc những cái gì nữa, tạm dừng 2 ngày 3 ngày đi cho mình thư thản chút. Mình trở về mình sống lại với cái bản lai vô nhất vật của mình xưa giờ đi. Phóng Hoài nhớ em anh tin mình ở đó, lâu lâu hình như tháng có tờ báo một lần phải không? Tới hồi mà cầm tờ báo lên mà đọc á, là chuyện nó đã xảy ra hết trơn rồi. Tại vì cái vùng của mình nó hẻo lánh quá, nó không có những đài tivi tiếng Việt đồ này kia nổi. Cho nên việc gì mình xảy ra là mình cầm tờ báo tiếng Việt lên là việc nó đã xong. Cho tới hồi mình nói, nó nói trời ơi chuyện lâu rồi ta khó ban nữa. Còn giờ nó nóng hổi, cho nên toàn là hot news không. Ngày nào mình cũng tìm những tin nóng hết á. Nhưng mà mình càng nhiều chừng nào thì mình lại càng
trong đầu mình, trong tâm mình nó nhiều thứ chừng này. Thì thôi giờ cuộc sống nó vậy là biết làm sao. Phóng lao thì phải theo lao. Người ta cầm cái cây phao, cây lao nè, người ta phóng một cái thì người ta phải chạy tới, đi chạy theo cái cây lao đó để coi nó rớt ở chỗ nào. Câu nó nghĩa là vậy đó, phóng lao là phải theo lao, đó là mình phóng ra cái rồi mình chạy theo, chạy coi cái lao rớt đâu. Mà giờ cuộc sống của mình là vậy. Mà thậm chí mình cảm nhận như là hình như mình không vậy thì người ta cảm thấy mình không có đúng hợp thời sao. Thôi thì nếu mà lỡ vậy rồi thì những ngày nào đăng ký khóa tu, vào khóa tu rồi thì mình giảm đi, bớt được là tốt. Mà nhất là mình đã vậy rồi, gặp nhau rồi còn bàn thảo nữa lại càng bận rộn hơn nữa. Rốt cuộc 3 ngày 4 ngày mình gặp nhau không có nói chuyện Phật pháp. Thí dụ mình ngồi mình đàm đạo đi, à, bữa nay bữa pháp thoại đó, thầy nói như vậy đó, à, có chỗ này tôi chưa có hiểu và chỗ kia tôi sáng ra được cái ý gì, bàn với nhau, luận với nhau để tu tập. Mà hình như là thầy giảng nghe nghe thôi mà bước xuống là bắt đầu không còn chuyện gì của mình với thầy, nó có dính vô gì nữa hết trơn. Cho nên gặp nhau là anh đi đường anh, là tôi đi đường thôi, không có vô được nữa. Tại vì mình ít có bàn luận cái chuyện đó. Cái chỗ gọi là liễu đạt hư không giới thanh tịnh là vậy đó. Tức là mình làm sao mình thông đạt được tất cả các pháp. Sở dĩ nó như vậy là tại vì nó có cái pháp khác nó vào thôi, chứ vốn nó không bị thì ngay cái tâm mình cũng thế. Thứ năm là thâm nhập pháp giới thanh tịnh. Tức là mình với pháp là một, quan sát vô biên tâm thanh tịnh. Cái tâm của mình đó, nó vô biên lắm. Vô biên là gì? Không có ngần mé. Chữ biên là biên giới, không có ngần mé, ly dữ lắm. Ngồi đây là có thể đi khắp thế giới rồi đó. Tâm mình nó đi dữ lắm. Còn mình đó, đi có hạn thôi. Tại vì cái chân của mình đi không nổi. Nhưng mà cái tâm mình không có tướng, có hình, cho nó đi trùng khắp hết. Nó đi Hà Nội, nó đi tất cả thế giới hết. Gọi là phóng tâm đó. Bảy là cùng Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh. Thiện căn là căn lành. Làm sao mình có được những căn lành trong sáng, chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh. Chín là quán sát tam thế thanh tịnh. Mười là tu hành tất cả Phật pháp thanh tịnh. Chư Bồ Tát, là chư Phật tử, đại Bồ Tát trụ nơi mười thứ pháp này. Có nhiều khi mình ngồi mình buồn, mình nói vậy nè: tôi không biết cái kiếp trước tôi là gì, sao đời này tôi khổ quá. À, rồi cái nhiều khi mình nói kiếp trước tôi, rồi mình bắt đầu mình chấp kiếp này nha. À, tôi thấy đời này tôi cũng ăn hiền ở lành lắm, mà từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm hại ai đâu, mà sao đời này tôi khổ không vậy. Có nhiều vị con cái bất hiếu quá, nói tôi nhớ hồi nhỏ tôi có hiếu với cha mẹ lắm mà sao giờ tôi sanh con tôi ra nó bất hiếu quá, thí dụ vậy. Thật ra không chấp vào kiếp này á, không dựa vào kiếp này nói á, thì bắt đầu thắc mắc kiếp trước. Nhưng mà thay vì mình, nếu mình khởi cái tâm như vậy cũng không sao, nhưng mà đừng có thường xuyên cái bắt đầu nó làm cho mình chùng xuống và mình không có cái lối đi. Nhận diện nó thôi. Rồi cuối cùng á, chúng ta phải trở về, chúng ta tu tập. À, Phật tử gửi email về cho quà nhiều lắm, mà 99% á là mail khổ nhiều hơn mail vui. Có một cái cô gọi, cô nói: con biết thầy không có thích nghe chuyện vui của chúng sanh đâu, thầy thích nghe chuyện khổ không. Mà mình chưa kịp trả lời, tại vì cô nghĩ rằng á, là chuyện vui đâu cần gì nói, thì thôi cứ vui đi. Còn tôi, chỗ của tôi là chỉ giải quyết khổ thôi. Cũng giống như ai khỏe là đừng vô gặp bác sĩ,
bác sĩ là chỉ để những người bệnh thôi. Nhưng mà nếu mà mình vô lâu lâu, mình vô mình nói bác sĩ, trời tôi cảm ơn bác sĩ nghe, bữa bác sĩ cho tôi thuốc mà tôi uống tôi hết, ông bác sĩ ông cũng vui vậy. Bây giờ Pháp Hòa mới nói nha, ai viết mail xong là tổ tôi kiếp bắt đầu nói kiếp này kiếp trước rồi nói đủ thứ hết. Xong rồi Pháp Hòa chỉ chốt lại, Pháp Hòa chỉ nói một chuyện thôi. Con người mình nó chỉ có hai việc à, một là phước, hai là nghiệp. Bây giờ mình nhìn vào những cái hoàn cảnh mình đang sống đây, quả thật á, mẹ cũng có nghiệp của mẹ, ba có nghiệp của ba, mình có nghiệp của mình, rồi ba người, bốn người mình nó chụm với nhau luôn là một đống nghiệp mà không ai chịu giải hết á. Nếu mà ba chịu tu, mẹ chịu tu, mình chịu tu là khác à. Mà bây giờ hai người không tu mà có mình tu thôi, thì mình mới là cái người. Tại vì nếu mà các vị đó muốn giải nghiệp là các vị đó đã đi tìm phương, để tìm tới con đường rồi. Còn thằng này cứ sống cứ vậy là họ đâu muốn không. Thì bây giờ như thế này, bản thân mình phải tự giải. Mà khi mình giải được cái nghiệp của mình á, mình nhẹ được cái nghiệp của mình rồi á, thì bây giờ á, mình chưa giải được người kia, nhưng mà trước mắt á, cái lợi lạc trước mắt là gì? Không có còn trách cha, trách mẹ, trách anh em buồn phiền gì nữa, mà mình nhận diện tất cả tội nghiệp là các vị đang sống trong cái nghiệp lực của mình. Nó chiêu cảm mà không thấy. Mình thoát ra rồi đó, mình thoát ra rồi đó, cho nên mình nhìn lại mình thấy. Ở trong kinh đó, có kể một cái câu chuyện đó là Đức Phật có nói giống như người ở trong nước mà nhảy ra khỏi nước vậy. Cái người nào mà khi nào mà nhảy ra khỏi cái nước rồi á, thì mới thấy được người ở trong nước. Còn mình ở trong nước với nhau là bắt đầu mình cảm bình thường. Cho nên Đức Phật nói mình làm sao mình nhảy ra khỏi nước. Quý vị nghe lại cái bài đó, người nhảy khỏi nước. Nếu mà cái nghiệp thì dính chùm hết, một người chịu tu là khác liền. Bây giờ đó, bây giờ cứ ví dụ đó, đơn giản nhất, trong gia đình mình ba hai vợ chồng, bây giờ giữa hai vợ chồng mà một người chịu tu thôi thì 10 lần gây, hồi xưa là gây đủ 10, bây giờ nhờ có tu rồi bớt rồi, còn có 8 mà nó khác rồi. Rồi tu lâu ngày hơn nữa là còn có 7 à, nó phải có khác chứ. Có tu là phải có sự chuyển. Mà chuyển ai chưa biết, mà trước hết là mình chuyển mình. Ngày xưa là mình gây chuyến tới cùng, bữa nay là không. Thậm chí đôi lúc mà mình nhận mình thua cũng được nữa. Để làm chi? Để yên nhà lợi nước. Hai quốc gia mà có một quốc gia cầu thân á, cầu hòa bình á, thì cái quốc gia kia họ sẽ chấp nhận mình là cầu thân. À, mình cống hiến mỗi năm là mình làm thân với họ, thì họ không xâm chiếm đất nước của mình để thôi. Cho nên cái này là chúng ta không có chấp trước các kiếp thanh tịnh, tức là cái tâm của mình nó trong sáng ở mọi việc. Khi việc gì nó đến mình rõ biết, dù mình có nói cũng không sao, nhưng mà đừng có nói hoài cái chuyện đó. Mình sống với cái nghiệp không, mình không biết cái cách chuyển nghiệp, không nên. Cũng giống như vậy nè, trời ơi tôi bệnh quá, mình biết mình bệnh mà không lo đi tìm cách chữa bệnh, cái này là mình bằng lòng mình sống với nghiệp mà không biết chuyển nghiệp, sống với bệnh mà không biết hướng cái bệnh mình nó đi tới chỗ khác. Cũng giống như mỗi lần mình đi ngang này bao rác nè, cứ chỉ cái đó nói là bao rác mà không bao giờ giải quyết cái bao rác. Có không? Thiếu gì trong cuộc sống của mình? Thí dụ này, tôi nóng lắm ạ, đi đâu cũng khoe mình nóng hết á, mà không bao giờ tìm cách nào để mà giải quyết cái nóng của mình. Tôi sân lắm ạ, chồng đó tôi biết. Nếu mà mình biết mình sân thì mình phải tìm cách mình chữa sân, thì cái đó gọi là người biết chuyển nghiệp. Đức Phật dạy á, có những người á, từ sáng đi vào tối, có những người á, từ tối đi ra sáng, có những người á, từ sáng ra sáng,
Và có những người từ tối đi vào tối. Thì thôi thử bây giờ mình kiểm lại coi mình là trong bốn dạng nào. Mình là dạng từ sáng đi vào tối, hay là từ tối đi ra sáng, hay là từ sáng ra sáng, hay là từ tối vào tối. Nếu mà mình khổ đó là mình từ tối, chuyển nghiệp là mình ra sáng. Còn mình đã sáng rồi, giờ ráng tu nữa là từ sáng ra sáng. Rồi có những người Phật dạy có bốn dạng nữa là gì biết không? Có những người trước khổ sau vui, có những người trước vui sau khổ, có những người trước khổ sau khổ, có những người trước vui sau vui. Mình khổ phải không? Ráng tu vui, đó là từ khổ, trước khổ sau vui. Còn giờ mình đang vui vẻ quá mà sống sao càng ngày càng khổ, này là từ trước vui sau khổ. Còn mà không biết gì nữa hết mà cứ đắm chìm như vậy là trước khổ sau cũng khổ. Đức Phật dạy nhiều cái dạng bốn bốn này lắm. Ví dụ như có những loại gì trong chính thì ngoài sống, trong sống thì ngoài chính, có những loại trong chính ngoài chính, có những loại trong xa trong sống ngoài cũng sống. Mình đọc trong kinh rồi mình thấy thích lắm. Và mình sẽ thấy rằng Phật cái gì Phật cũng nói trước, Phật giảng hết. Giờ mình là người thừa hưởng. Hình như ngày hôm qua thầy Pháp Ân có nói thừa hưởng pháp phải không? Là kinh thừa tự đó. Mình kinh thừa tự đó, mình có thừa hưởng những cái gia tài mà Phật đã để lại cho mình không? Thật ra cái khổ của mình có chứ không phải không đâu. Nhưng mà Đức Phật đã để lại cho mình những phương pháp vượt khổ đó của mình, một cá nhân mình thôi. Dư ăn 45 năm thuyết pháp, rồi nói theo một cái bài sám là 45 năm thuyết pháp, hơn 300 hội nói kinh, 300 hội nói kinh, cứu phàm ngu thoát khỏi mê tình. Bây giờ một mình khổ, không lẽ cả rừng giáo pháp đó không làm gì được mình sao? Ngày hôm qua Pháp Hòa mới nói với chú Nguyên Lộc, nói trời ơi, hồi đó mà thầy mà có được cái bộ Đại Tạng Kinh là thầy mừng, thầy vui lắm rồi. Hòa thượng Quyền Quang của mình đó, ngài đọc cái bộ kinh đó hai lần, là tại vì ngài ở tù á, bị giam lỏng đó, rồi ngài mới có thời gian ngài đọc kinh. Cái chú bộ viện như nói vậy thầy cần ở tù. Vui thôi, ở tù mới có thời gian đọc kinh. Giống như có một cô Phật tử viết cho Hòa cái thơ xong cái nói chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Vô minh muôn năm thay gì là có lẽ cô ý muốn nói gì anh minh hay là sức khỏe gì không, mà tại cô viết nhầm chữ, cô nói chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu đến đại chúng một cái phẩm kinh ở trong kinh Hoa Nghiêm. Phẩm này có tên là Phẩm Phổ Hiền Hạnh thứ 36. Thì lý do Pháp Hòa nói cái vấn đề sân hận đó, là hồi nãy mình nói đó, thì nó cũng có, nó là cái nguyên khởi của cái phẩm kinh này. Rồi hồi trưa này có một cô Phật tử Việt Nam hỏi thầy Pháp Ân làm sao hàng phục cái tâm đó. Thì thật sự ra tâm mà nó nhiều dạng lắm, mình phải biết tâm gì mà để hàng. Thí dụ bây giờ mình bị tâm sân thì mình phải hàng tâm sân. Mình bị tâm si thì mình mới hàng tâm si. Tâm mình nó nhiều dạng mà, nó đâu có một dạng đâu phải không? Cho nên là hỏi chung chung là làm sao hàng phục tâm. Thì đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà cái tâm mà không hàng phục đó, thì cái tâm mình nó buông lung, nó phóng túng. Quý vị ở đây ngày hai ngày chứ quý vị cũng hàng phục lắm đó. Chứ không thôi là tất cả những cái thứ tập khí đó nó sẽ trồi lên. Ví dụ như tập khí nóng giận, thở chút là tức giận. Mà nếu mình không có hàng phục nó, chữ hàng đây là mình làm cho nó quy hàng. Phục là mình điều phục nó, nhưng mà không có chửi bới nó. Mày lì tao đập mày chết nghe mày. Mình nói cái đó nó không nghe đâu.
thôi hôm nay má tu rồi con tu với má nghe, còn đừng có nóng giận kỳ cục cục lắm nghe, nói với cái cơn giận nó cho nó nghe lời mình. Thấy không? Đó con thường ngày con ở nhà con muốn nổ làm sao nổ nghe, bữa nay vô đây mà con nổ mất mặt má lắm nghe. Nói với nó vậy đó. Đó là điều đó. Điều tức là mình làm gì? Mình điều phục, điều chỉnh nó, nhưng mà không có đối chọi nó, mà phải làm sao ru nó. Cho nên một vị thiền sinh á, một người tu thiền á, là không có chống chọi mà có khả năng ru các phiền não cho nó ngủ. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Nghe mưa nó buồn áo não lắm. Ngủ đi nội kết tôi ơi. Nội kết tức là gì? Tức là những cái phiền muộn với nhau rồi mình kết cột với nhau. Mình nhiều khi mình tức ai đó mình không nói, mình giận người nào đó mình không nói, ngại chút ngại chút. Thì cái chút chút đó đó gọi là nội kết. Nội kết tức nội là bên trong, kết là mình cột lại. Rồi mình cột lâu ngày thì nó thành ra một cái gút lớn. Và nếu một ngày nào đó không đủ khả năng nữa thì nó sẽ bung. Cho nên á, mình muốn hàng phục tâm thì mình phải biết mình đang vướng vào cái tâm gì để mình hàng phục nó. Cũng giống như nói bác cho con thuốc uống đi. Bệnh gì mà đưa thuốc, chứ đưa nói khơi khơi tôi biết gì thuốc gì đưa. Phải nói đúng cái tình thuốc. Dạ con nhức đầu, con đau bụng, con sổ mũi, vân vân. Thì mình nói đúng cái bệnh, người ta đưa đúng thuốc. Mình cũng vậy thôi. Mình tu là mình biết đúng cái bệnh của mình thì mình sẽ tìm được đúng thuốc. Tại vì Phật là một đấng pháp vương, Phật có đủ các thứ thuốc, mà cái quan trọng là mình có biết mình bệnh gì không. Thấy không? Để mình lấy thuốc. Rồi khi lấy thuốc xong rồi á, mình phải biết cách uống nữa. Chứ nếu không là uống một lần xong rồi đi luôn. Ví dụ như ta nói nè, nhức đầu phải không, tôi đưa cho chai Tylenol nè. Tưởng đâu là uống hết chai. Đem về uống hết chai, mong cho hết nhức đầu. Thiệt, uống hết nhức thiệt á. Vĩnh viễn không còn nhức nữa. Không, đưa một chai thuốc đó mà phải biết cách uống. Cũng như vậy thôi. Thí dụ như nói bây giờ á, sám hối tiêu nghiệp. Nói tội nghiệp chứa nhiều quá, sám hối tiêu nghiệp. Nhưng mà sám hối thì sao? Tùy theo sức khỏe mình chứ. Mình đau, mình bệnh sao mình sám hối? Ví dụ như nói đưa cuốn giảng Phật ngày lại 2-3 ngàn lại cho hết nghiệp. Nằm ngay đơ ra luôn. Rồi bắt đầu con cái nó phải chăm sóc, nó cằn nhằn với, ủa sao sám hối không hết nghiệp mà nghiệp còn dữ dội nữa. Mình phải biết cách. Cho biết bệnh là một, rồi biết uống thuốc nữa. Cho nên ở trong cái kinh Trung Nga Hàm á, có một cái kinh đầu tiên gọi là kinh Thất Tri. Kinh Thất Tri là gì? Tức là kinh bảy cái biết. Trong đó có một cái biết đầu tiên gọi là tri nghĩa, tri pháp. Mình biết cái pháp ứng dụng sao, mình biết cái nghĩa nó làm sao thì mới làm được. Chứ mà kinh Duyên Giác á thì đề xướng cái chỗ đó. Anh làm gì cũng được, quan trọng là anh có cái biết. Ví dụ như hỏi gì đây, biết ăn, đưa cái tô bún hỏi biết ăn không? Biết. Biết ăn là ăn mới ngon. Ở dưới miền Tây có cái món mắm và rau. Nói theo tiếng miền Tây là mắm và rau. Thì nhiều khi người ta chưa bao giờ ăn món đó, để ra ăn tô mắm rồi một thau rau không biết ăn làm sao. Ở dưới miền Tây tôi là người ăn chén cơm, phát thêm cái tô nữa, để rau vô trong rồi chan mắm vô, vừa ăn vừa gấp. Hiểu nghĩa nào cũng được, hiểu mắm và rau cũng được, hay là mắm già già vô miệng với rau cũng được. Anh nói sao cũng được. Nhưng mà đưa ra vậy là phải biết ăn. Hay là thí dụ như mình ăn một cái bánh nậm, bánh nậm của người Huế vậy, mình mở nó ra cái mình phải lấy cái cuốn tròn cái bánh đó lên mình gấp mình ăn, hoặc mình cầm mình ăn. Chứ còn mình cầm mình sắn ăn cũng được, không sao, nhưng mà chưa đúng lắm rồi. Mình phải cuốn cái bánh nậm đó lại. Ở đây á, mình tu học á, là mục đích của mình á, đúng là để điều phục.
điều phục hết á. Nhưng mà cái vấn đề là mình biết mình hướng gì để điều phục đó. Mỗi người ở đây là mỗi tật hết, cho nên Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Ở đây mỗi người mỗi tật. Mà nếu mà những cái tật này mà không điều phục á, lại trong này là thành chiến tranh nè. Sở dĩ mà tu được 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày với nhau hạnh phúc là tại vì mỗi người biết điều phục cái tật của mình. Không biết là nó bùng nổ hết. Ở đâu cũng vậy thôi. Hai vợ chồng thôi đó, mà nếu mà không điều phục cái tật của nhau thì hai vợ chồng cũng lục đục cả ngày. Mà hai ông vua mà chiến tranh thì thần dân dưới nó chết. Tức là mấy đứa con mình á, người nhà xuống chung, rồi bà con quyến thuộc. Cho nên nó là cái chuyện rất bình thường. Tu hành là để mình thực tập ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm tất cả các thứ cũng không nhầm, không ngoài cái chuyện để chúng ta điều phục cái tâm mình. Thì ở đây Bồ Tát Phổ Hiền nói với các vị Bồ Tát, bây giờ mình đi vào trong bản kinh ha. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát hạnh thứ 36. Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại bảo chúng hội Bồ Tát rằng: chư Phật tử, như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sanh mà lược nói ít phần cảnh giới của Như Lai. Và trước kia Ngài cũng đã dạy những cái chuyện khác rồi, nhưng bây giờ qua đến cái phẩm này thì Ngài mới nói các vị Phật tử. Phật tử đây là nó kêu chung á, chứ không phải riêng cho các vị cư sĩ. Chúng ta đều là Phật tử hết. Thường thường á, trong chùa mình nói chuyện với nhau mình có mấy cách nói nè. Một á, là mình gọi đạo hữu. Thí dụ mình nói: đạo hữu, lát nữa có về dưới phố không cho tôi quá giang, cũng được. Mình nói chuyện với nhau mình gọi đạo hữu cũng được nữa. Mình gọi huynh đệ cũng được nữa. Còn các vị Bồ Tát hồi xưa là gọi nhau là Bồ Tát hết á. Còn bây giờ mà gặp nhau cái Bồ Tát: ê, không có nói móc nghe. Mình gọi Bồ Tát là để gì? Tại vì mình đang tu và ai làm gì cũng là hạnh của Bồ Tát hết. Nói ví dụ như giờ có người đó đến xin quét nhà, rửa chén, quét sân, hút lá, đều là Bồ Tát. Cho nên với cái nhìn của Bồ Tát, chúng ta đều là Bồ Tát. Thay vì mình gọi với nhau chị, em, nếu mà thân dữ dội kiểu nhân gian nữa, mày tao, cũng là chữ để gọi. Thì giờ mình gọi nhau là Bồ Tát. Ủa, Bồ Tát mới lên nè hả? Các vị Bồ Tát phải gặp nhau ta nói vậy đó. Thì ở đây là Bồ Tát Phổ Hiền gọi với nhau: chư Phật tử. Còn nếu đứng trên phương diện Bồ Tát giới là các vị Bồ Tát: chư Phật tử, như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sanh mà lược nói ít phần cảnh giới. Đây là thích nghi theo từng cái của chúng sanh mà nói. Tại sao vậy? Chư Phật Thế Tôn, vì các chúng sanh vô trí làm ác, chấp ngã, ngã sở. Tại sao mà nói cảnh giới của Như Lai? Tại vì các chúng sanh vô trí làm ác. Sở dĩ chúng ta làm ác là tại vì chúng ta không đủ trí tuệ. Chấp ngã và ngã sở. Chấp ngã là gì? Chấp mình. Ngã sở là gì? Là cái của mình. Cái của mình. Ví dụ như á, Pháp Hòa ví dụ nãy mình ra ngoài cái đống dép nè. Trời ơi, người ta đi, người ta đạp lên, người ta đá, không phải của mình, tỉnh bơ à. Mà nếu mà ai mà lỡ đạp lên chiếc dép của mình một cái chạy lẹ lẹ là dứt ra. Dép là gì mà đạp lên cho được? Mà dép của người khác nãy giờ mình đứng ngó nhiêu đó thôi, mình sẽ tự nhận chết rồi. Mình đang vướng vào một cái gọi là ngã sở. Mà lạ lắm, áo người ta rớt mình đi ngang tỉnh bơ à. Mà áo mình cái chạy tới, ai mà vô ý vô tứ, vừa vũ mà vừa rủa. Thật ra không có sao hết á. Nhưng mà mình nói như vậy để cho mình biết rằng ngay cái giây phút mình cầm cái áo của mình lên, mình vũ và mình nói những người mà đó là mình hiểu giây phút đó mình sống với cái gọi là ngã sợ. Như nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là mình tu thì mình muốn hàng phục mấy cái đó, mà phải biết nó là gì chứ. Nhận diện ngay nó liền. Nếu mà ngay giây phút đó, và nếu mà mình đứng kế bên á, mà mình nghe cái câu đó là mình biết.
không có cười chê, nhưng mình hiểu, mình biết rằng quả thật chúng sanh mình đó, nói thì rất là dễ, nhưng khi đụng việc đó, khó ứng xử lắm. Cái dở của mình đó, là mình rất là nhanh cái ứng xử, nhưng mà cái ứng xử của mình đó, toàn là negative không à. Thí dụ như người ta vui xong cái ứng xử cái là nhẹ nhàng lại, hiếm có người ta vui đụng cái ứng xử là liền, phản ứng là liền, cái này nhiều hơn. Chứ còn cái mà mình ứng xử nhanh nhẩu mà nhẹ nhàng tĩnh lặng, ví dụ như mà mình làm rớt cái đó mà người ta nói gì, ôi em xin lỗi chị, mình cái đó cũng là một loại ứng xử làm mình khua người ta đau liền, làm gì dữ vậy. Cái ứng xử đó nó thường hơn. Mà khi mình vướng vào cái đó thì mình tự mình biết thôi. Khi mà Pháp Hòa nói những cái đó thì đại chúng để ý là mình không phải là mình nói chỉ trích, nhưng mình nói để mình hiểu rằng mình thường mình hay vấp vào cái đó. Thật ra là mình đều ứng xử hết, nhưng mà có điều là mình ứng xử bằng cái phản ứng mà chống bán lại nhiều hơn là cái phản ứng làm sao để cho người ta lắng dịu xuống. Nhiều khi mình lấy nhầm một cái gì đó, chúng ta là ta lấy lại mặt cái người kia thì không có khéo, thật ra cũng thiếu ứng xử luôn. Cái người kia mà nói khéo, chị cho em mượn lại cái này nha, em xin đổi gì chị với cái này chị dùng. Mình xin lỗi người ta, mình đổi lại là nó không có chuyện gì hết. Cái cách ứng xử của mình giật lại cái mình ấy, cái này của tôi mà lấy, chị lấy từ đâu ra, tôi cất ở đâu mà chị đấy. Người ta cũng có cái quê của người ta chứ, thì người ta phải ứng xử lại liền. Nhưng mà nếu mà người ta tu của ta, ồ tôi xin lỗi tôi không biết, thì nó khác nữa. Thật ra mình cũng dở, mình cái người đầu tiên đi tới lấy lại cái món đó dở rồi, thì cái người kia cũng họ đi theo cái đó. Cho nên mình tu tập là để nhận cái đó. Thí dụ mình lỡ mình biết ai đó làm gì, như có một lần đó, Pháp Hòa đi giảng thì có một bà cụ mang nhầm một chiếc dép của một chị Phật tử, mà chỉ cứ đi vòng vòng chỉ kiếm, rồi cuối cùng chỉ kiếm không được, cái chị ngồi cái chị thấy cái bà cụ kia mang nhưng mà chị ứng xử kịp, chị ngồi chị chờ đến khi bà cụ đó thả chiếc dép đó ra bước vô chánh điện, chị mới lại chị đổi hai cái chiếc dép khác. Không có lợi đấy, bác không thấy đường cả không có lợi nói gì hết trơn á, mà mình kiếm cách mình ứng xử. Thì khi mình thấy được cái chuyện như vậy đó, mình mới biết rằng vị Phật tử này có tu tập. Còn nếu mà không á, mình cầm chiếc dép đứng lại, bác cho con xin đổi là chiếc này nha, hai chiếc bác mang nó không có giống nhau, thì chiếc này mới giống của bác nè. Không nói cho người ta biết người ta lấy của mình, mà mình làm như là người ta mang nhầm hai chiếc dép nó không đẹp, bây giờ mình sửa lại cho người ta đẹp hơn. Có những trường hợp làm như vậy, lấy lại của mình đó mà người ta không biết. Chúng sanh vô trí làm ác, chấp ngã, ngã sở, chấp trước lấy thân. Đây là một loại kiến, là thân kiến. Điên đảo nghi lầm, tà kiến phân biệt, hằng tương ưng với những kiết phượt theo dòng sanh tử, xa đạo Như Lai. Chữ kết phượt tức là mình cột trói lại theo dòng sanh tử, xa đạo của Như Lai nên mới xuất thế. Chư Phật tử, đây là Bồ Tát Phổ Hiền nói: tôi không thấy một pháp nào là lỗi lầm lớn như Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác. Tôi chưa thấy một cái pháp nào mà cái lỗi lầm nó lớn cho bằng cái lỗi là Bồ Tát này sanh tâm sân hận với Bồ Tát kia. Tại sao vậy? Vì chư Bồ Tát sanh lòng sân hận với Bồ Tát khác, thời liền thành tựu trăm vạn chướng môn. Sở dĩ mà Ngài nói rằng á, tôi chưa thấy có một cái lỗi lầm nào lớn cho bằng cái lỗi sanh tâm sân hận. Vì sao? Vì khi mình sân hận là trăm ngàn cái chướng ngại nó xảy ra. Vì vậy mà chúng ta hay thường có câu gì đó, nhớ không?
Ai nhớ cái câu đó? Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nhất niệm sân tâm khởi là một niệm tâm sân mà khởi lên thì trăm ngàn cái cửa chướng ngại nó mở ra, nó chờ mình. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Bây giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát dĩ nhiên là làm sao nói tới trăm vạn chướng được, nhưng mà ngài liệt ra một số các chướng ngại. Chữ chướng là gì? Là ngăn che, là trở ngại. Thí dụ như bây giờ mình có công ăn việc làm ở các nước, cái mùa dịch này không bay đi đâu được hết, công việc nó ứ ra đó, tiền nông rồi nó không lưu xuất gì được hết á. Rồi mình nói sao? Tôi trời ơi, tôi đang làm ăn sắp xong rồi đó, vậy mà con cái chướng này chút gì mà không xong không rồi. Đó, chướng ngại là vậy đó. Thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát ngài mới nói đây, đây là cái chướng ngại của những người khởi tâm sân. Những gì là trăm vạn chướng môn? Chính là chướng chẳng thấy bồ đề, chướng chẳng nghe chánh pháp. Chẳng thấy được sự giác ngộ, chẳng nghe được chánh pháp. Tại vì mình mà giận lên rồi ai lợi khuyên mình nghe không? Không. Chẳng những vậy mà còn nạt nữa, mày tránh ra nghe. Không muốn ăn đục thì đi chỗ khác. Tại vì giao búa vô tình, giao búa không có mắt. Ở đây quơ quơ hồi trúng á, không nghe chánh pháp, chướng sanh vào thế giới bất tịnh. Tức là mình rơi vào cái cõi chỗ nơi mà nó không có yên ổn. Chướng sanh vào ác thú, tức là cái nơi xấu. Chướng sanh vào chỗ nạn. Chỗ nạn là gì? Tức là chỗ đó nhiều cái tai nạn. Chướng nhiều bệnh tật, chướng nhiều hủy báng. Mình nổi nóng thì người ta cũng có cớ để người ta hủy báng mình. Và rồi chướng nhiều bệnh tật, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình thường giận hoài thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Người thì giận, thường giận là hay đau tim nè, mệt tim nè, đau dạ dày, bao tử nè, gan bị cháy nè, vân vân, rồi bệnh tật. Chướng sanh các loài ngoan độn, chướng hư mất chánh niệm, chướng khuyết thiếu trí tuệ. Mình bị những cái chướng như là không có được mở thông trí tuệ. Nhãn chướng, nhĩ chướng, tỷ chướng, thiệt chướng, thân chướng, ý chướng. Tức là gì? Là mắt, mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều chướng hết. Ác tri thức chướng. Ác tri thức chướng là sao? Là mình thường gặp những cái người tri thức nhưng mà không phải là người thiện, mà là những người xấu, hay xúi mình làm những điều sai quấy. Ác bạn đảng chướng. Đảng là bè đảng. Bạn á, thường á bạn á, mà hãy có liên đới thì thường thêm chữ gì? Bè. Bạn thì phải bè. Chứ còn một người thì chỉ là bạn thôi, mà hãy có vây cánh là bè rồi đó, mà đi chung là bè rồi. Mà hãy rộng ra nữa là gì? Đảng. Bè rồi mới tới đảng. Đảng lớn hơn bè. Giờ ở đây có đảng không? Ở đây có đảng không? Mình đông hơn. Chướng thích tu tập tiểu thừa. Ở đây đại chúng nhớ là cái chữ tiểu thừa, đại thừa không có ý chê bai ha. Ý nó là mình sống bằng cái tâm nhỏ hẹp thôi. Chướng thích gần gũi phàm phu. Phàm phu là gì? Những người sống rất bình thường. Nếu tệ hơn nữa là tầm thường. Ví dụ như giờ người mình không cho ai ăn, mà cũng không ai cho mình ăn. Mình sống cứ bình thường vậy thôi. Nhưng mà còn tệ hơn nữa là gì không? Của người ta mình cứ quơ, mà của mình không bao giờ mình lưu ra đó, xuất ra đó. Phàm phu tức là trong từ điển dịch chỉ chữ phàm phu là cái người đó, cái đời sống họ nó kỳ cục lắm. Phàm phu là vậy. Mà hãy phàm phu là ngược với thánh. Chướng chẳng tin ưa người có đại oai đức. Mình thấy người nào có oai có đức, mình hay phỉ báng người ta. Để làm chi vậy? Làm giảm cái oai đức người đó.
mà trong khi đó nếu mình nương được cái oai đức người đó thì mình sao? Mình tốt hơn, mà không nương mình lại chống. Cho nên đó, ở trong kinh đó, các vị Bồ Tát muốn nói chuyện gì hay nương gì, nương oai thần của người đó mà nói. Quý vị nhớ không? Nay tôi nương oai thần của vị Bồ Tát này mà sắp sửa nói này, nơi nay tôi nương oai thần của Phật. Chướng thích ở chung với người lìa chánh kiến. Có những người người ta có chánh kiến tức là cái thấy đúng, mình không thích. Mình thích với những người mà người ta có cái tà kiến, có những cái sai thấy sai lầm là khoái lắm. Để bằng chi vậy? Để mình cùng một cái dòng tư tưởng đó với nhau. Chướng ở cảnh giới ma, chướng rời Phật giáo. Đó, sẵn đây nói chữ Phật giáo nè. Thí dụ như mình hay nói anh theo tôn giáo nào, mình hay nói là tôi theo giáo gì đó ha, nhưng mà riêng cái mình đó là Phật giáo. Vậy thì bây giờ mình hiểu chữ Phật giáo trong trường hợp này là Phật giáo làm sao? Chữ giáo đây là gì? Giáo đây là lời dạy. Chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Tức là tôi đi theo cái sự giáo hóa tỉnh thức giác ngộ, chứ không phải là một tôn giáo, một đạo. Thật ra mình hiểu đạo Phật là một tôn giáo được chứ không phải không, nhưng mà nó không phải chính nghĩa của đạo Phật. Cái chữ đạo Phật muốn nói đây là lời Phật dạy. Mà lời Phật là gì? Là lời của người tỉnh thức. Hồi trưa này Pháp Hòa nghe, quý vị nghe Thầy Pháp giảng đó, mình tin Phật á. Mình tin Phật là mình tin Phật là như thế nào? Chờ Pháp Hòa hay nhắc ở đây chúng nhớ là mình tin Phật là một người thầy có đủ khả năng cho mình một cái phương thuốc để mình uống rồi mình hết cái bệnh khổ. Cho nên là chướng rời Phật giáo, tức là không phải là cái chướng rời một cái đạo giáo, mà đây là rời cái lời dạy của một người giác ngộ. Chướng chẳng thấy bạn lành, bạn lành thì không thấy, mà bạn xấu thì quá trời quá đất. Cho nên mình đó, con cái mà nó lớn lên đó, làm cha mẹ mình đâu có mong gì hơn là muốn con mình chơi với bạn lành. Tại vì nếu mình nó không chơi với bạn lành, nó nghe lời người ta suối bẫy. Mà bây giờ thì thôi, cái đó nó nhiều lắm. Có nhiều đứa đó, nó bị stress đó, nó bị bệnh đó, không phải là gì đâu, nó lên mạng đó, nó kết giao với những người bạn mà người ta tiêu cực á, rồi nó sống theo những cái tư tưởng tiêu cực đó. Cho nên đời này á, mình có được những người bạn mà người ta đồng tu, đồng chí, đồng hành với mình đó, đó là một cái phước đó. Ví dụ như mình lớn lên mình muốn có một người bạn đời đó, đó là mình muốn một người đồng hành với mình trong cuộc đời này để chia sẻ. Nhưng bên cạnh đó, người tu mình cũng cần một người bạn chứ. Cho nên mình nguyện hương, mình thấy có câu đó, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình muốn mua lâu luôn, mình muốn có những người bạn đồng hành để đi cùng đi như vậy. Thật sự ra Pháp Hòa nói thật, nếu mà một mình quý vị mà lái xe ở đây mà đi tu chắc năm đi được một lần. Nhưng mà quý vị mà rủ mà có người hay người đi, thế nào quý vị cũng đi. Tại sao đường xa quá mà mình đi nó buồn ngủ nó chết. Lên đây tu mình rủi mình không gặp quen ai thì sao? Chờ phải có người này người kia vậy đó. Thành thử ra tu thì nhìn lại cái bè là nhiều lắm mà. À, hai người bè, ba người đảng. Hôm qua cái lễ mà Hoàng Kinh Dược Sư, phải hôm qua hôm kia, có mấy cặp đi chùa. Thì có một em Phật tử nó đi chùa, nó lại nói với Hòa, nói thầy con thấy mấy anh chị mà đồng vợ đồng chồng đi tu con thích quá, con thèm lắm. Trời ơi, vợ mà tu chồng tu nó khổ dữ lắm. Mình biết nó nói đó. Tại vì một đứa đi chùa mà một đứa không thì cái mình đi mình không yên tâm, không biết ở nhà sao đây, phải không? Rồi cái người ở nhà thì cũng hơi phiền não với mình, đi không còn biết ngày giờ gì hết. Mình đi mình vui mình quên ngày giờ, còn người kia nó sao giờ này chưa về. Nhắn tin cứ check hoài sao chưa thấy hồi âm.
Cho nên tu mà cùng chung với nhau là nó đỡ lắm. Cho nên các em Phật tử nó mình nó nói mà mình hiểu được cái tâm trạng của nó. Và bây giờ trong chùa cũng vậy đi. Thí dụ như huynh đệ nhau mà một người thì lười quá, không có chịu làm việc, không có chịu tu tập gì hết, thì cái người kia đó mới đầu nó siêng, nó siêng riết hồi đó cũng mệt, tại vì nó siêng quá nó khổ, cái bắt đầu thôi lười luôn cho nó đủ bè đủ đạn. Phải vậy không nè? Cho nên mình ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy. Cho nên có những người bạn lành, thậm chí bây giờ quý vị đang online đó, quý vị nào mà ở nhà mà không đi chùa mà online mà tu, nếu mà hai vợ chồng mà cùng tu cái không khí nó khác rồi. Còn người tu người không thiện, người cốc cốc bon bon, còn người kia mở tivi lên, mình tụng càng lớn nó mở tivi càng lớn. Hỏi gì đây? Nga Mi với Thiếu Lâm. Chướng chẳng thấy bạn lành, chướng thiện căn gặp nạn. Đôi khi mình có cái thiện căn, tức là cái căn lành, nhưng mà thường thường á, cái căn lành thì phải được tưới tẩm, mà đằng này căn lành không được tưới tẩm. Ví dụ nè, mình thích ăn chay lắm mà ở nhầm cái môi trường ăn được, ăn chay không được, tại vì cả nhà mà thôi ăn, còn thôi là họ nấu cho cái đống cả làng ra rồi ăn không hết, bỏ đồ ăn thì mình sợ tội, cho nên rốt cuộc rồi mình thầu hết trơn. Mà thiệt trong lòng rất muốn ăn chay mà cứ phải thầu. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi, chứ còn vô lượng những cái thứ khác. Thành thử nếu mình có được một cái căn lành bằng ai đó tưới tẩm cho mình, khuyến khích mình, cho mấy người trẻ hay là những người mới tới, mình quan tâm, mình chăm sóc họ. Không phải mình có cái ý gì, nhưng mà tại vì mình muốn một cái hạt giống nó vừa rơi trên cái mảnh đất, thì mình làm sao mình gieo trồng để cho cái hạt đó nó nảy mầm lên. Chứ nó mới vừa phơi phơi vậy mình bưng nguyên quạt máy ra mình thổi, khỏi cần quạt máy nữa, cầm cái quạt thường một cái là nó cũng bay mất rồi. Nhiều khi mình tốt quá cũng bị nghi ngờ nữa đó. Nhưng mà thiệt tâm Pháp Hòa luôn luôn khóa tu mấy đứa nhỏ cũng vậy đó. Mình đi vòng vòng mình để ý nha, đứa nào nó mới tới là hay kêu mấy đứa cũ lại, còn bé nó mới tới đó, còn kiếm cách còn chơi với nó đi, rủ cho nó chơi. Khóa tu bây giờ mấy đứa nhỏ Pháp Hòa không có sinh hoạt nhiều, nhưng mà mình đi vòng vòng mình để ý, mình thấy đứa nào ngồi nó buồn buồn góc nào là mình biết rồi đó, nó chưa có quen, nó chưa có vô đảng được, rồi phải đi kiếm mấy đứa mà khao tay ấn lên đó, rồi nói nó đứa nó mới tới đó kìa, nó ngồi mình nó kìa, con kiếm cách con rủ nó đi, tại sợ năm tới nó không đi. Không, rồi hoặc là nó vô nó tu nó buồn, nó chán tội nghiệp nó. Thật sự nó mà nó rơi vô đây là má ba nó cũng gãy lưỡi với nó rồi đó, tại năn nỉ nó mới đi. Rồi bây giờ nó rơi vô trong này mà mình không có tưới tẩm, không ai ngó ngàng gì hết á, thì nó sẽ buồn lần sau nó không tới nữa. Người lớn mình cũng vậy. Cho nên ví dụ mình là ma cũ mà thấy mấy ma mới mới tới, thay vì mình ăn hiếp á, mình đừng ăn. Kêu là hiếp là gì? Đứng bên. Hồi sáng học rồi. Hồi sáng mình học rồi. Hiếp sĩ. Hiếp đại sĩ. Tức là mình làm gì? Kế bên. Nhưng mà kế bên để support thôi, chứ không phải kế bên để làm lãnh đạo tinh thần. Ngồi đây. Đứng đó. Mình không có lãnh đạo, mình chỉ support. Thấy người ta không có gì, không biết gì mình chỉ. Thí dụ như người ta không biết chánh điện ở đâu, vân vân, mình chỉ. Pháp Hòa nhớ cái hồi đó Pháp Hòa đi qua bên Pháp đó, Thọ Giới đó, đáp xuống chuyến bay ở tại Paris, mà lúc đó là phải đi xe lửa từ ở Paris mà về tới Bordeaux đó, là một quãng đường mấy tiếng. Rồi từ ở ga mà đi vô trong làng Mai nữa, quý vị biết không? Mà vô tới làng Mai lúc đó có hoài nhớ là 8 giờ tối. Trời ơi, mình rơi một cái cõi mà không quen một bất cứ một người nào hết, đã vậy còn đẩy mình ra ngoài rừng á, cho mình một cái lều một mình ở trong rừng cái đêm đó. Pháp Hòa không biết cái nhà cầu nó nằm đâu,
không biết bất cứ cái gì hết luôn. Mà sáng ngày mai á, là tới cái ngày khai đàn giới tử phải có mặt. Đêm đó về mà đi suốt 22 một ngày đường rồi, nó mệt mà mình muốn đi tắm rồi. Trời ơi, không biết, không có đèn đường, không có gì hết, tối mù tối mịt. Vậy mà mò ra được, ta chỉ chỗ đó là cái nhà tắm, vô mở nước tắm, nước ra từng giọt gì nè. Bị đông quá, tắm mà nó đâu có đủ nước, nó ra từng giọt đã dậy rồi mà nó lạnh gần chết luôn. Xong rồi tắm ra, ủa có liều mình đâu, không nhớ được. Trời đất ơi, mò tới mò lui, hồi mò lộn lì vừa hết. Nửa đêm hôm đó, 3 giờ sáng, mưa tầm tã, mưa xối xả, đang nằm dậy nước nó nhiễu xuống, cái liều nó dột á, chết mò rồi giờ sao mà không biết một người nào xung quanh hết. Cuối cùng ngồi dậy cầm nguyên cái tấm mà lót ngủ nè, cái tấm mà mấy cái miếng này nè, mà ba miếng mới ráp vô thành chui ngủ, cái miếng ngồi thiền này nè, Phú Hòa cầm một miếng lên ngồi đội lên đầu vậy nè. Sáng ngày mai bắt đầu trời sáng, lúc đó mình mới nhận định chỗ nào, mò vô được cái nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm, ai ghê đâu, cửa bị hư. Vô xong rồi mở ra không được. Trời ơi, Pháp Hòa mà chuông thì báo, tới giờ đi ra xe, đi khai đàn. Trời ơi, hồi hôm mà cuối cùng quý vị biết Pháp Hòa la. La, dùng cái có cái ông Mỹ đó đi ngang, ông mới dục cái ghế vô, mà may phước là cái nhà cầu đó nó không có kính. Nó xây cái lỡ vậy nè, ông mới lấy cái ghế ông thả vô cho mình leo tường mình đi ra. Cho nên mình đi đâu mình có được cái người mà người ta giúp đỡ mình, mà thiệt sự cuộc đời Pháp Hòa đi qua đó, cái năm đó thọ giới không quen bất cứ một người nào, mà không có ai chỉ dẫn bất cứ cái gì hết. Từ đầu cho đến đuôi luôn, không có ai chỉ dẫn gì hết. Rồi tới cái ngày mà ra xe lửa mà đi về một mình đó, ta chở mình ra tới ga rồi đó là mình tự mình đi lấy. Đi tất cả những chuyến bay, mà lúc đó mình mới có 20 tuổi thôi, 19 mới bước sang 20 tuổi. Nghe người ta đồn là đi Pháp đi phải có passport, đi kiếm, đi xin cái passport, cái gì cũng tự mình. Cho nên Pháp Hòa mới nói là Pháp Hòa rất là quan tâm những người mình đã đến khóa tu. Dù người ta đến với mình bắt quan trai một ngày cũng vậy, dù chỉ một ngày thôi, mà nếu mình làm sao mà lần sau mình thấy người ta bước vô lần thứ hai mình biết rồi đó, là vừa rồi người đó có kết quả, có an lạc. Làm nhà hàng cũng phải kinh nghiệm luôn. Mình mở nhà hàng mà khách nó vô nó ăn lần sao không bao giờ thấy nó nữa là mình biết rồi đó. Mình biết rồi đó, là một là thức ăn, hai là service. Còn nếu mình thấy cái người đó trở lại là mình biết mình tốt, mình ok. Chướng rời Phật giáo, chướng chẳng thấy bạn lành, chướng thiện căn gặp nạn. Tôi gặp thay gì nó lại được cái đất tốt, mà lại gặp ở cái nơi không có được người ta chăm sóc. Thiện căn thì có, mà môi trường thì không. Chướng thêm pháp bất thiện. Mình á, cái căn tánh của mình á, đã vậy rồi mà ở đâu cái chuyện bất thiện nó cứ xuất hiện chi biết không, nó tăng trưởng lên. Ví dụ cái tật thì hay chĩa, mà xong rồi đâu thấy đồ tốt hết. Thì cái đó là gọi là mình không, mình cái căn thiện căn mình không có. Phải chi mình ở cái chỗ mà đông người không có đồ đạc gì thì mình đâu có sanh khởi. Còn cái tâm thích chĩa rồi mà cứ gặp đâu nhìn đâu thấy đồ tốt hết, mà ngó qua ngó lại chẳng thấy người nào, trời ơi thuận lợi vô cùng. Chướng sanh chướng thêm pháp bất thiện, chướng sanh chỗ hạ liệt. Hạ liệt tức là cái nơi đó nó thấp kém. Chốn sanh biên địa. Biên địa là gì? Là cái nơi chiến tranh, cái biên giới á, thường thường biên giới là hay có chiến tranh. Chướng sanh nhà người ác. Cho nên ở trong sấm pháp dược sư có câu á, không? Sanh ra nơi nào cũng sanh vào gia đình chánh kiến, nhớ không? Sanh vào gia đình chánh kiến,
không có sống bằng cái xấu. Rồi chẳng những vậy, chấn hưng pháp Phật, phá hủy lưới ma, chướng sanh trong ác thần. Thần á, nó có thiện thần, nó có ác thần. Ví dụ như là trời, Atula, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân. Những vị đó có khi thiện, có khi ác. Nếu họ biết hồi tâm, hộ trì, họ thành ra thiện thần. Nó tùy theo cái nghiệp của họ. Cũng giống như cũng là một con người nè. Như vậy con người biết tu thì con người thiện, con người không tu thì con người làm ác. Thì cõi thần cũng vậy thôi, cõi thần cũng vậy thôi. Các vị đó dùng cái năng lực của họ để hại người thì gọi là ác. Mà nếu họ đem cái năng lực đó hộ trì thì gọi là thiện. Cho nên trong này mới nói cái chướng ngại của người hay nóng giận là sanh vào những chốn có ác thần, như là sanh trong ác long, ác Dạ Xoa, ác Càn Thác Bà, ác Atula, ác Ca Lô La, ác Khẩn Na La, ác Ma Hầu La Già, ác La Sát. Đó là tất cả những cái ác thần chướng chẳng thích Phật Pháp. Có nhiều người ta không thích nghe Phật Pháp, người ta đi đâu về mà nghe tiếng lải nhải đó là ta biểu tắt đi, đừng có mở, ta không thích nghe. Tại sao? Tại vì nhân duyên thiện căn không có. Chướng thích tập việc trẻ con. Tập việc trẻ con là gì? Tức là mình không có sống đúng với cái tuổi tác. Mình là còn lớn rồi mà mình vẫn có những cái cách sống như là một... Ở đây trẻ con là tượng trưng cho cái việc không suy nghĩ chín chắn. Ví dụ như con nít đó, nó làm cái gì sai mình bỏ qua, nhưng người lớn mà làm sai là mình không tha. Cho nên thường thường ví dụ một cái người nào mà lớn rồi mà làm việc không có chín chắn thì ta nói vậy đó. Chướng thích tiểu thừa, chướng chẳng ưa đại thừa, chướng tánh hay kinh sợ. Nhiều khi mình hay sợ sệt đó, nó cũng chướng ngại mình lắm. Tại vì mình không có dám đi tới. Phong hoài ví dụ như hôm nay mình thiếu người. Bây giờ cử cái vị đó lên thỉnh chuông, thỉnh mỏ, làm gì đó, sợ không dám lên. Thì mình sợ mình không dám lên thì cả đời mình không học. Mình cứ làm. Hồi nãy có một bữa nay là có rất nhiều gia đình. Thì trong đó có một gia đình lên gặp Pháp Hòa và lo lắng cho đứa con. Thì giờ nó đang lên tuổi lớn rồi, nó sắp sửa vào đại học thì lo. Pháp Hòa mới nói mình đâu có sống đời để mình đi theo sau lưng nó được. Mà mình mà đi theo sau lưng con mình á, nó không có nghĩ rằng mình thương nó, mà nó nghĩ mình gì? Nó nghĩ mình muốn là control, mình muốn điều khiển nó. Nó đâu có nhận ra cái đó là tình thương. Nhưng mà thật sự cái đó cũng không phải là cách. Tại vì mình phải let nó đi, mình phải cho nó sống. Để chi? Trong khi mình còn khỏe, mình còn đủ tỉnh táo, mình thấy con mình đã làm việc hư dở tốt xấu, mình góp ý, mình chỉnh nó được. Đợi tới khi mình già, mình làm hết nổi, mình mới buông cho nó làm. Lúc đó nó làm sai, mình hết sức để chữa. Mình đâu còn sức để mình chỉ. Cho nên Pháp Hòa nói cứ để cho mấy đứa nó chọn cái môn nó thích. Còn cái chuyện mà nó thích, nó qua nó, cái môn học của nó phải qua thành phố khác, tỉnh bang khác nó học, chuyện đó cũng bình thường. Mình cứ muốn lúc mình, thật ra Pháp Hòa hiểu cha mẹ muốn con mình nó gần mình, đỡ tốn kém mà ăn uống rồi mình còn chăm sóc. Nhưng mà có những đứa nó thích phát triển ở chỗ khác. Mới đầu mình không tin đó, nhưng mà thiệt sự khi mà nó đi rồi mình mới thấy nó lớn mà nó hay, nó giỏi hơn cái mình đã nghĩ nữa. Tại vì sao? Nó được cái cơ hội. Nó được cái cơ hội. Và rất nhiều người lên nói Pháp Hòa, nó hồi trưa hồi xưa trời ơi, nó ngồi trong nhà nó ngó, nó thấy ba nó xúc tuyết, nó ngồi nó ngó thôi. Mà bây giờ nó có cái nhà cái rồi, nó làm gọn hơn. Tại biết làm sao? Tại vì cái đó là ngã sở nhà của nó. Nó không xúc tuyết thì nó bị phạt, nó không cắt cỏ thì nó bị phạt. Cho nên hồi đưa mấy đứa chùa mình nuôi đó, lớn rồi nó ra ngoài, nó đi làm, nó có tiền, nó mua nhà. Cái này viên chủ về, nó con coi đó, giờ nó có tiền, nó đi mua nhà. Nó mượn tiền nhà băng. Không phải, nó thầy, nó mượn tiền nhà băng, nó lo nó trả, nó mượn mình, nó mới không trả nè. Nó mượn mình thì nó không trả là tại vì nó chỉ dụ nó về, nó nói thầy ơi con không có tiền, mình làm gì đó.
nhưng mà nó không trả nhà băng, nhà băng lấy nhà nó, cho nên nó phải có trách nhiệm. Cho nên khi mà Pháp mấy đứa nó mua nhà rồi nó mời Pháp Hòa lên á, lên là coi sóc rồi xong hỏi giờ mấy đứa có cần gì thầy cho, thí dụ có cần bộ bàn thầy cho, cần, nó nói không, thầy lo cho con nhiêu nó đủ rồi, thầy lo cho tụi con ăn học thầy nuôi hết, giờ tụi con lớn tụi con phải tự lo, thầy không phải lo gì nữa hết, giờ tụi con chỉ lên mời thầy lên để cho thầy vui với cái con có thôi. Mới có baby nữa này, lên nó phone nó báo cho thầy biết nha, thầy sắp sửa làm ông ngoại đứa thứ hai. Rồi bắt đầu mình mới dạy nó, mình mới dạy nó bây giờ là con là đi làm con phải như thế nào, con phải ứng xử như thế nào khi con có thế này thế kia, tại vì mỗi đứa mình biết cái tánh nó, mình biết cái tánh nó như thế nào rồi mình dạy nó. Rồi bây giờ mình biết nó đang làm ở chỗ nào, nó đang gặp những khó khăn gì, mình nói dạy cho nó biết. Mà con không muốn con như vậy thì con phải làm như thế này, mà con làm ở đâu nó cũng giống nhau thôi, vân vân. Cho nên mình đừng có sợ. Hồi đó Pháp Hòa hay chia sẻ với mấy chú tối hay lên, Pháp Hòa nói, Pháp Hòa kể chuyện hồi nhỏ của Pháp Hòa. 14 tuổi là đã cầm chìa khóa chùa, lo hết trong ngoài. Ở Việt Nam là 9-10 tuổi là đã đi lãnh đám tang. Qua tới bên này là làm Phật sự. Có một số quý bác bây giờ, bác một bác trong nhóm còn, một vài bác còn đó. Hồi đó Pháp Hòa mới 14 tuổi thôi mà sách chuông mỏ là dẫn mấy bác đi tụng đám. Mà bây giờ mấy bác là 9-mấy tuổi hết rồi. Thì mình sợ thì mình không làm được. Chướng tâm thường lo rầu, chướng ưa thích sanh tử, chướng chẳng chuyên Phật Pháp. Thế nào gọi là thích sanh tử? Thật ra sanh tử là chuyện sống chết, ai thích đâu. Nhưng mà sống chết ở đây là nói tượng trưng cho gì? Mình cứ gá vào những cái chuyện không đâu vào đâu hết. Mấy cái chuyện đó không phải chuyện của mình. Thật sự trên đời này á, mỗi người phải mỗi việc, chứ một người không nói hết được tất cả việc, phải không? Thí dụ như một ông luật sư, ông chuyên về luật thôi. Bác sĩ thì chuyên về vấn đề, bác sĩ nó cũng có nhiều dạng, bác sĩ chuyên khoa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, mình là người tu, mình gặp nhau nói chuyện tu hành. Pháp Hòa không thể nào gặp quý vị nói, ê bà, lỡ nói nghe coi, lúc này dạng nhiêu, lúc này chứng khoán sao? Thì quý vị cũng sẽ nói, nhưng mà trong bụng quý vị nói, trời ơi, ông thầy này có tu thiệt không vậy? Mới gặp nhau hỏi mấy chuyện này. Mình là người tu, gặp nhau nói chuyện tu, còn chuyện thế gian, chuyện không phải chuyện của mình. Mà mình có biết cái gì mà nói? Mà mình có biết đi nói được bao nhiêu? Mà nói hồi nó thành ra gì? Thị phi. Người ta không nhận diện mình mà người ta nhận diện đây là một dạng thị phi. Cho đó là chuyện sanh tử đó. Còn ví dụ như các tổ mình nói á, các ông phải lo chuyện sanh tử. Đây, cái chuyện này các ngài muốn nói với mình là chuyện sống chết của đời người. Sống nay chết mai, không lo mà cứ lo cái chuyện gì đâu không. Còn cái chuyện đây là các ngài mới nói là ưa thích chuyện sanh tử là mấy cái chuyện gì? Đó, ba cái chuyện, trời ơi, chẳng chuyên Phật Pháp. Người mà mình chuyên Phật Pháp thì Phật Pháp mình mới sâu được. Chướng chẳng chuyên Phật Pháp, chướng chẳng thích thấy nghe thần thông tự tại của Phật. Phật có những thần thông tự tại. Tự tại đây là gì? Tự tại đây là những cái tất cả những cái sự việc nó đến, cái tâm mình không có dính mắc. Mình nghe chữ thần thông thì mình nghĩ là bay bay bổng bổng gì, mà thiệt sự không. Thần thông là năng lực mà mình có thể vượt nó thì gọi là thần thông thôi. Quý vị khi nào quý vị đi tu hết một ngày ha, tối nay về nằm xuống, trời ơi hôm nay tôi công nhận tôi giỏi á, ở nhà dễ gì, vô đây mà được ngày thần thông nè. Từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm liên tiếp luôn,
Ở nhà đó, hồi chiều này mà ăn bánh mì là không phải ngồi vậy mà ăn đâu nha. Ở nhà là sẽ có thêm cái tivi, rồi ngồi rồi ăn chỗ bánh mì, chứ đâu có ăn đơn giản vậy đó. Như đó thôi là mình biết là mình có thần thông rồi đó. Nghĩa là cái thần thông của mình là mình vượt được tất cả những cái bình thường của mình. Chướng chẳng được những căn của Bồ Tát, chướng chẳng thực hành tịnh hạnh của Bồ Tát, chướng thối khiếp thâm tâm của Bồ Tát. Thâm tâm của Bồ Tát là gì? Là cái tâm sâu màu của Bồ Tát. Đó là gì? Đó là từ bi hỷ xả. Bồ Tát có bốn cái tâm đó. Hễ mình dẫn lên rồi là bốn cái tâm này mất tiêu nè. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không có. Chướng chẳng sanh đại nguyện của Bồ Tát. Thí dụ như mình đây, nhớ nha, chị hứa rồi đó, cái mình mà giận lên đó, người ta tới ta nhắc mà dẹp hết, không có hứa hẹn gì nữa. Pháp Hòa nhớ ở trong cái vải bản kinh đó, cúng linh đó, nó có cái câu như thế này nè. Khi mà thỉnh các vị Bồ Tát, trong đó có cái câu là bất vong nguyện lực, tức là xin đừng quên lời nguyện của ngày xưa. Rồi ví dụ như các vị hòa thượng mà viên tịch á, mình tới mình thắp hương, mình khấn, mình cũng nói câu đó. Dĩ nhiên là mình muốn nói gì mình nói, nhưng mà đây là một trong những câu mình hay khấn các ngài là gì, phải không? Xin nguyện bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa, xin đừng quên lời thề xưa. Bất vong nguyện lực mà, đừng có quên cái lời nguyện đó. Trở lại cõi đời này, tái hiện, tái hiện tức là mình trở lại. Đàm hoa tức là hoa đàm, ý nói là các ngài hãy hoa, bữa nay các ngài hoa rụng rồi thì xin các ngài hãy trở lại cõi đời này nở một lần nữa những đó hoa ưu đàm. Bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa. Và mình cũng nguyện Bồ Tát, Bồ Địa Tạng Bồ Tát có lời nguyện cứu khổ chúng sanh ở địa ngục, cho nên mình nói với Bồ Tát, xin Bồ Tát đừng quên lời nguyện năm xưa, hãy khai mở cửa tối tâm mà dẫn dắt người về bờ giác. Chướng chẳng thực hành tâm tịnh hạnh của Bồ Tát, thâm tâm của Bồ Tát, chướng chẳng sanh đại nguyện, chướng chướng pháp tâm nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí biết tất cả đó. Chướng lười biếng đối với các Bồ Tát hạnh. Có nhiều khi mình làm việc cho ai đó, đôi khi người ta cái việc nó cứ đến lắc nhắc mình làm, nó cũng thử thách mình dữ lắm. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, đây là cái chuyện Pháp Hòa thực tập đó nha. Thường thường là các cái lễ quy y là mình sẽ làm chung một lần, một năm bao nhiêu lần đó thôi, đa phần là người ta làm vậy. Hay là bây giờ thậm chí mình có mở truyền giới online đi nữa thì cũng thông báo một khoảng thời gian nào thôi. Nhưng mà suốt thời gian qua, ngoài những cái bữa mà mình thông báo chính thức mình truyền giới đó, là quy y mà quy y dạo nè. Tuần người, hai người, ba người, mà hầu như tuần nào cũng có quy y. Mà phải canh giờ nữa. Canh giờ nữa chứ đâu phải mình cho người ta giờ mà người ta không phù hợp với người ta, phải lựa cái giờ. Ví dụ như giờ muốn quy cho Việt Nam đi, 11 giờ khuya mình đây á, là ở bển 12 giờ trưa. Trời ơi, nhiều khi email tới email lui, quý vị biết không, ngày giờ nó lộn tùng phèo hết. Mà bây giờ quên nữa, phải ghi lên trên lịch. Ở chỗ bàn hôm qua làm việc, hôm qua ghi bình hông vẫn không thấy, ghi ngay cái
cái computer cũng quên, giờ ghi ngay cửa nữa. Ghi ngay cửa. Bây giờ muốn cái gì mà nhớ, bây giờ không còn máng cái móc ngay cái phòng đó. Muốn nhớ cái gì là để móc ngay đó. Nhiều bữa mấy chú qua làm cái gì giờ nhớ nhắc nha, 11 giờ thầy có lễ hẹn quy y ở các nơi buổi khuya mình đây. Có nhiều khi tụng kinh cầu siêu online cũng phải lựa, cũng phải canh giờ. Nhiều khi 7 giờ sáng của mình, 4 giờ sáng của mình là ở đâu đó, là cái giờ đó thuận lợi. Cho nên đâu có ngủ nghỉ gì bao nhiêu. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì mình thề không bỏ rơi rớt. Nhiều khi mình nói trời ơi, người ta đâu có phải, người ta muốn người ta làm lần. Nhưng mà mình thấy nhiều khi chúng sanh tâm cũng thay đổi. Thôi giờ người ta phát tâm, người ta quy y, mình quy y cho người ta. Rồi có nhiều khi cũng cái lỗi của mình, mình hứa xong rồi mình quên. Mà người ta cũng kiên nhẫn lắm, người ta chờ, còn không người ta email, người ta nhắc. Nói chung là bất cứ một cái chuyện gì, nào là khai thị online, là tụng kinh online, rồi đám cưới qua online, bây giờ cái gì cũng online hết. Nhưng mà tại vì lúc này thôi nha, hết dịch rồi cũng online nữa. Chướng chẳng tâm nhất thiết trí, chướng lười biếng đối với Bồ Tát hạnh. Thành thử ra nếu mình á mà không có cái lòng đối với tâm mà nguyện của Bồ Tát á, mà mình làm vậy, mình tuy mình có mệt, mình có cực thật, nhưng mà xong rồi thì mình sẽ thấy là ít nhiều gì mình cũng làm được một chút đúng với cái nguyện của mình. Mình hay nguyện á, mình tụng kinh xong mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con viên tròn đạo Bồ Tát. Chướng chẳng thể trừ sạch các nghiệp. Nếu mình mà thường hay giận, nghiệp không sạch. Tại sao? Thường mà giận là sẽ nói bậy, nghĩ bậy, làm hành động bậy, thì làm sao nghiệp nó hết, phải không? Chướng chẳng thể nhiếp thủ đại phước. Mình có phước không? Có. Nhưng mà mình không khéo, trong khi mình giận mình nói bậy là mất phước. Làm bậy là mất phước, mà trong khi đó phước thì mình gom góp từng chút, mà đổ một lần là đổ cả thao, cả lu. Cho nên mình muốn có đại phước khó quá, tiểu phước thì đi kiếm, mà một lần đổ là đổ cả lu, nguy lắm. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Quý vị đi chợ mua về một rổ rau, bỏ lên nồi nấu một nồi nước lèo, hầm mấy tiếng đồng hồ nó mới ra nước. Vậy mà khi mình bưng xuống, mình lỡ tay mình hất đổ hên cái thôi, rồi mấy tiếng đồng hồ mình hầm củ nước ngọt này chỉ trong một cái tích tắc là mất hết. Đó, những cái lúc như vậy thôi thì mình suy nghĩ. Thì cho nên trong này mới nói là khi mình sanh cái tâm sân hận rồi đó, thì mình mất đi cái đại phước. Chướng chẳng thể nhiếp thủ. Nhiếp thủ tức là mình thu nhiếp giữ gìn được cái đại phước của mình, mà ngược lại mình bị các chướng nghiệp nó xâm nữa. Chướng trí lực chẳng thể sáng lẹ. Cái trí nó có cái lực của nó, chứ gọi là trí lực. Thí dụ con người mình nó có sức khỏe thì gọi là gì? Sức lực. Nhưng mà cái trí mà nó có cái lực, nó giúp cho người đó thành tựu và vượt khó. Đoạn trí tuệ quảng đại, chướng chẳng hộ trì Bồ Tát hạnh, chướng ưa chê bai lời nhất thiết trí, chướng xa lìa chư Phật Bồ Đề, chướng thích ở cảnh giới ma, chướng chẳng chuyên tu Phật cảnh giới, chướng chẳng quyết định phát hoằng thệ nguyện. Hoằng thệ tức là cái lời nguyện nó rộng lớn. Chướng chẳng thích ở cùng với Bồ Tát. Thí dụ như giờ mình mà lười biếng thì không thích ở chung với người siêng năng. Mình mà bê bối bừa bãi thì mình không thích ở với những người sạch sẽ gọn gàng. Thí dụ như mình mà không có thích ngăn nắp, là ở với người ngăn nắp mình khó chịu lắm.
Chướng chẳng cầu Bồ Tát hiện căn. Mình không có thì mình cầu, còn cái này mình không có tâm mong cầu đó. Chướng tánh nhiều nghi ngờ, cái người giận hay sanh tâm nghi ngờ. Tại sao? Tại giờ họ hay giận người này người kia thì họ nghĩ trong đầu là họ cũng gây thù chuốc oán nhiều lắm rồi. Cho nên bữa nay mà ai mà tốt với họ cái họ cũng hơi nghi nữa. Họ nghĩ người này biết tới với tôi có chuyện gì không. Chướng tâm thường ngu tối, hành hạnh thí bình đẳng của Bồ Tát không thể thực hành hạnh thí bình đẳng của Bồ Tát. Mình mà giận người nào rồi dễ gì bình đẳng được. Thế nào cũng phải có cái sự lệch lạc à. Chướng sanh phá giới vì chẳng giữ được Phật giới. Chướng khởi ngu si não hại sân hận vì chẳng vào được môn kham nhẫn. Chướng sanh lười biếng và chẳng thể thực hành Bồ Tát đại tinh tấn. Chướng khởi tán loạn vì chẳng thể được những tam muội. Tam muội tức là những cái chánh định. Ví dụ hồi nãy quý vị ngồi tịnh á, quý vị không có bị ngủ gật, quý vị ngồi tỉnh táo, đó là chánh định. Quý vị ngồi nghe pháp nghe rõ, không có ngủ, không có mệt, đó là chánh định của khi nghe pháp. Chướng sanh ác huệ vì chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ siêu việt. Chướng ở trong xứ phi xứ chẳng thiện xảo. Chỗ này phải giải thích, tại vì cái chữ mình không hiểu xứ phi xứ là gì. Chữ xứ là tượng trưng cho nơi chốn mình ở. Thí dụ như cái đạo tràng mình đang tu đây gọi là xứ. Và khi mình không, mình bước ra khỏi cái đạo tràng đang ở chỗ nào đó gọi là phi xứ. Phi xứ là không phải chỗ. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình là người tu thì mình ở chùa phải không? Mình về tới chùa thì là gì của mình? Xứ. Đi ra chợ là phi xứ. Thì cái người tu mình á, cái người mình sống đây á, nói chung á, mình phải biết chỗ xứ và phi xứ của mình để mình sống một cách khéo léo. Mà cái người mà họ tức giận thường á, họ không đủ khả năng để phân biệt được. Ở nhà họ cũng xử đẹp như ở chợ, ở chợ họ cũng vẫn xử đẹp như ở nhà thì không được. Mình phải biết. Thí dụ như Pháp Hòa muốn rầy mấy thầy cô chú đi, thí dụ vậy đi, thì trước mặt Phật tử Hòa không nói được. Pháp Hòa phải đợi khi nào có quý vị không với nhau đó, thì Pháp Hòa cũng sẽ xây dựng. Thật sự nói chữ rầy là nói vậy, chứ đúng ra là mình xây dựng, mình nhắc nhở. Thì cái chỗ nào đó là chỗ xứ và phi xứ. Cho nên đó, người mà bị nóng giận là chướng ở trong xứ phi xứ chẳng thiện xảo, là không có biết khéo léo, không có biết quyển chuyển, không có biết tùy thuận. Tại vì sao? Tại vì thường mình giận tức lên là mình không control được cái gì nữa hết. Mình không có còn đủ khả năng mình làm gì nữa hết. Chướng ở trong sự độ sanh không phương tiện. Độ sanh thì muốn mà phương tiện thì không có. Cái này gọi là lực bất tùng tâm nè. Lòng thì muốn mà không có sức. Vì mình muốn độ mà không biết cách nào độ. Ví dụ mình nói trời, tôi thấy chị ăn chay tôi thích quá, tôi thương quá, tôi muốn nấu chay cho chị ăn mà tôi không biết nấu. Thí dụ bây giờ mình hay nóng giận á, mà gặp con mình nó nóng giận, mình không có một cái gì để mình khuyên hết. Tại vì chính bản thân mình cũng sống bằng cái đó. Thì khi con mình nó nóng giận, hay người bạn bè hay người nào nóng giận, mình không có cái gì để khuyên họ làm sao để đừng nóng giận. Thì sẵn đây Pháp Hòa nói vậy nè, khi mà mình học cái đoạn này á, thì muốn để giúp cho mình hàng phục được một cái sân giận của mình á, quý vị cứ nghĩ tới những cái chướng này. Mình nhớ tới những cái chướng này, cái tự nhiên khi mình khởi tâm sân lên, mình nói Phật dạy á, người sân là sẽ sanh ra vạn chướng. Nhớ một chút vậy á, tự nhiên mình cũng sẽ lắng xuống. Hoặc là bây giờ mình nói á, ví dụ bữa nay mình mở cửa làm ăn đông khách vậy nè, một người vô kiếm chuyện, mà nếu mình mà đấu chống lại họ đó, mình biết mình đúng thì mình sẽ mất khách. Tại vì khách người ta không thích ngồi ăn trong một khung cảnh gây gỗ, mà họ rất là sợ sẽ bị ảnh hưởng đến họ, sự an toàn của họ, cho nên họ sẽ rời chỗ đó. Và thậm chí họ về họ đồn ra nữa, nó thôi đừng có vô cái tiệm đó ăn nữa, chỗ đó hay đánh lộn lắm, thí dụ vậy. Cho nên mình phải vì cái sự nghiệp làm ăn của mình, mình phải đành kham nhẫn một người nào đó. Trong cuộc sống nó hay vậy đó.
Chướng ở trong sự độ sanh không có phương tiện, chướng ở trong Bồ Tát trí tuệ chẳng hay quán sát. Mình làm việc gì mình phải có tư duy, phải có quán sát. Chướng ở trong pháp Bồ Đề xuất ly chẳng hay rõ biết. Chướng mắt như sanh manh vì chẳng thành tựu Bồ Tát mười thứ mắt quảng đại. Chướng miệng như dê câm vì tai chẳng nghe pháp vô ngại. Chỗ này Pháp Hòa nói hai chỗ gọi là sanh manh và dê câm. Tại vì ở trong kinh á, hay nói chung là người xưa người ta hay nhắc nhở mình, mình làm một cái việc gì mình không có tư duy quán chiếu, mình không có nhìn thấy rõ biết thì khác nào sống mà như người mù, gọi là sanh manh. Manh là mù á. Nhưng mà ngược lại, nếu như mình là một cái người sống trong đời mà mình không có một cái lời lẽ gì để khuyến dạy cho ai thì chẳng khác nào như là gì? Á dương. Á dương là dê câm. Tại sao biết không? Khi mà mình đụng tới con dê nó kêu sao? Be, be. Thì cái đó gọi là dê câm đó. Thì các tổ, nói chung là không phải trong kinh nói nữa, mà người xưa người ta dùng cái hình ảnh đó để người ta nói là giống như mình làm cha mẹ, mình sống ở đời, mình không có được một cái gì thiện lành trong tâm. Khi con cái mình nó gặp chuyện, mình không có cách gì mình hướng dẫn nó. Thì ông thầy cũng vậy. Ông thầy tu tập mà không biết Phật Pháp gì hết, ai hỏi cái gì cũng biết, thì giống như con dê vậy thôi. Đụng vô nó là be, be rồi xong, chứ không có cái tiếng gì khác hơn. Cho nên ở trong luật giới á, các dạng thầy tỳ kheo mà không biết gì hết á, trong luật gọi là gì biết không? Á dương tăng. Tăng nó nhiều loại á, tăng nó có 8 loại tăng. Tăng là những người tu sĩ, nhưng mà nó có một dạng tăng gọi là á dương tăng, là vị tăng đó không biết Phật Pháp. Mà hễ mà nói tới cái chuyện là chuyện ngoài đời, chuyện xã hội được cái gì cũng biết hết. Mà hễ đụng tới chuyện giáo lý, những cái gì đó không biết, thì thậm chí còn quánh ngược lại cái người nói mình hay là hỏi mình nữa, thì cái đó gọi là gì? Á dương. Cho nên trong này dùng cái từ vậy đó. Chẳng hay rõ biết, chỉ biết đó, chướng mắt như sanh manh vì chẳng thành tựu mười thứ mắt quảng đại. Mười thứ mắt là gì? Tức là thành mười con mắt. Mà trong thí dụ con mắt bình thường của mình gọi là nhục nhãn, nhưng bên cạnh đó mình có thêm thiên nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, trí nhãn, quang minh nhãn, vô ngại nhãn, vân vân. Mười thứ. Chướng miệng như dê câm vì tai chẳng nghe pháp vô ngại. Chướng tỷ căn hư hoại vì chẳng đủ tướng hảo. Cái lỗ mũi nó bị hư. Chướng thành tựu thiệt căn vì chẳng thể biện rõ ngữ ngôn của chúng sanh. Ngữ ngôn của chúng sanh là gì? Mỗi thời đại nó có ngôn ngữ của nó. Như mình bây giờ, ví dụ mình ở đây bao nhiêu năm rồi, mình không có quen một số ngôn từ nào đó mà người sau này người ta xài. Ngày mai ngay bây giờ nít ở đây nè, nó nói chuyện với nhau nó hiểu thôi, mình ngồi đó mình nghe, mình hiểu được cái ý mà mình không biết chắc chắn nó đang nói cái gì. Tại sao? Tại nó có ngôn ngữ của nó. Quý vị nào mà mới tập mà nhắn tin đó nha, hồi xưa mà mấy người mà cái vụ mà nhắn tin mới bắt đầu đó, nhiều đứa nó nhắn là mình từ chết tới bị thương, từ lê lết tới không hiểu nói gì. Rồi mình phải làm quen với những cái đó. Bây giờ ví dụ nó gửi qua nó HP, chữ H với chữ P là gì biết không? Hạnh phúc, happy. Còn nó nói bây giờ, nó chữ B thì chữ Z, hỏi là gì? Bây giờ. Nó hỏi, nó viết chữ H, thầy tới. Hỏi gì con? Giờ á, giờ thầy tới. Hour. Trời, nó viết vậy không mới chết mình đó chứ. Mà đã nó viết vậy rồi nó còn không bỏ dấu. Mà cái không bỏ dấu là cái nguy hiểm lắm. giống như bữa hôm Pháp Hòa chọc cái em đó, đọc là
trái mận đọc thành trái men. Đã trái mà còn men. Đó là ngôn ngữ đó. Khi mình giận lên thì mình không đủ cái năng lực để mình, thật ra khi mình giận á, nhiều khi người ta nói một đường, mình nghe nẻo rồi bắt đầu mình sân lên. Sân lên xong rồi tới hồi mình ta nói sao chị không nghe tôi nói kỹ, tôi nói vậy, bắt đầu sao không nói sớm, từ đầu nói đi cho tôi yên, tôi nói rồi mà chị không nghe. Thường thường là mình giận lên là cái người ta nói mình không nghe rõ, không muốn nghe tròn cái câu đó nữa. Rồi trong này Phật mới nói là không thể không biện rõ được ngữ ngôn của chúng sanh là chướng thành tựu thân căn vì khinh tiện chúng sanh. Nếu mà mình giận á, bắt đầu mình khinh thường, mình nói cái lời khinh thường người khác, miệt thị người khác á, mình mắc cái quả là không có được cái thân tướng tốt đẹp, gọi là không có được cái thân căn. Tướng thành tựu ý căn, chướng thành tựu ý căn vì nhiều cuồng loạn, chướng thành tựu thân nghiệp vì giữ ba nghiệp luật nghi, chướng thành tựu ngữ nghiệp vì hằng khởi bốn xứ tội lỗi, chướng thành tựu ý nghiệp vì nhiều tham sân tà kiến. Ở đây là nói ba nghiệp thân miệng ý qua 10 cái thiện nghiệp, 10 cái ác. Hồi sáng hồi chiều này có đọc kinh thập thiện không? Kinh thập thiện mà Phật nói với Long Vương á, phải không? Người nào mà nói dối thì người không nói dối được bao nhiêu phước, người không nói những lời đâm thọc được bao nhiêu phước. Đó. Đức Phật mới nói cái kinh thập thiện đó thuộc dạng kinh gì biết không? Vô vấn tự thuyết. Kinh đó gọi là kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi gì hết đó. Phật tự nói à. Phật nói này Long Vương, ông có thấy các chúng sanh tâm tưởng sắc tướng khác nhau không? Sở dĩ họ có tâm tưởng sắc tướng nhau vì sao? Vì nghiệp. Bắt đầu Phật mới nói 10 cái nghiệp đó, thân miệng ý. Thân có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp. Thì trong này cũng vậy. Trong này nói là nếu mình sanh cái sân hận lên thì mình sẽ làm chướng của 3 nghiệp, và sanh từ những cái đó nó sanh ra lỗi, tội lỗi của 4 thứ. Thí dụ như á, mình có nói dối nè, đâm thọc nè, chửi rủa nè, nói lời vô ích, mình phạm đủ hết. Chướng đoạn tuyệt cảnh giới Bồ Tát, chướng ở trong pháp Bồ Tát dũng mãnh sanh tâm thối khiếp, chướng ở trong đạo Bồ Tát xuất ly sanh lòng biến trễ, chướng ở trong môn Bồ Tát trí quang minh sanh lòng thôi dứt, chướng ở trong Bồ Tát niệm lực sanh lòng liệt nhược. Liệt nhược tức là nhu nhược á. Chướng ở trong Như Lai giáo pháp chẳng hay thụ trì. Mình ở trong cái giáo pháp của Như Lai mình không có thọ trì, mà ngày nào mình cũng tụng ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Phải thọ trì. Mỗi lần mà Pháp Hòa được một quyển kinh nào mà Pháp Hòa thích đó, mà lâu nay mình đang đi tìm đó, trời ơi mà có được cái quyển kinh đó mình mừng. Nhiều khi Pháp Hòa để, hồi đó cái tủ kinh mới vừa về, Pháp Hòa mừng đến mức độ là Pháp Hòa để kinh vô xong rồi Pháp Hòa quỳ xuống và lại ba lại. Đi qua bên Hàn Quốc đó, đi tới cái chùa Hải Ấn đó, là cái chùa đó bây giờ người ta còn giữ lại trong cái kho đó một cái tạng kinh mà bằng gỗ đó. Mà người ta làm sao người ta giữ được cái miếng gỗ nó không hư? Người ta có cái kỹ thuật của người ta khi người ta xây cái phòng đó. Thật ra một trong những cái phương cách mà để giúp cho mình có được cái duyên lành, tiếp xúc được những cái thánh thiện đó, là mình phải quý trọng lời dạy của các bậc thánh hiền. Còn ví dụ đối với Phật tử, kinh điển là một. Cho nên quý vị đi ngang mấy cái tủ kinh đó, quý vị cũng có thể xá lại được. Lại Phật nè. Cho nên hai bên chánh điện là thờ kinh là gì? Thờ pháp bảo. Thờ pháp bảo ở giữa là Phật bảo, hai bên là pháp bảo. Cho nên mình không có được khinh xuất những quyển kinh. Mình không được khinh xuất những quyển kinh. Một khi mà mình đã dùng nó để hành trì, tự nhiên có một cái buổi sáng đó tụng kinh với mình có cái cảm xúc,
Mà trong khi mình tụng cái bản kinh của Ngài Kumala Thập Dịch đó, tự nhiên cái đang ngồi tụng cho cái hình ảnh của Ngài nó xuất hiện. Tại vì Pháp Hòa đi qua đến cái chùa của Ngài Kumala Thập rồi. Và Ngài Kumala Thập là một trong những vị dịch kinh nổi tiếng trong Phật giáo, dịch từ tiếng Ấn sang tiếng Trung Hoa. Và những bản kinh của Ngài được rất trân quý. Mà một trong những bản kinh mà chúng ta biết nhiều nhất đó là bản kinh Pháp Hoa, là do Ngài Kumala Thập dịch. Ngoài ra còn rất nhiều kinh nữa. Rồi đó là chưa nói cái công phu dịch thực của các vị từ tiếng Hán sang ra tiếng Việt, lại thêm một lần công phu nữa. Cho nên mà quý vị biết mỗi lần mình đọc kinh như vậy là mình mang ơn nhiều lắm đó. Mang ơn từ các vị dịch tiếng Ấn sang tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa sang tiếng Việt. Các ngài đấy đem biết bao nhiêu tinh ba trí tuệ của các ngài vào những bản kinh đó. Mà chúng ta chỉ có một việc thôi, đó là mở ra thọ trì đọc tụng, mà cứ để yên trên tủ hoài thì nó uổng phí biết chừng nào. Mỗi lần Pháp Hòa đọc cuốn sách nào hay hay, chiều xuống ăn cơm Pháp Hòa hay giới thiệu với mấy thầy, mấy đứa nào rảnh coi cái bộ đó đi. Ai muốn có tài liệu nghiên cứu diễn giảng coi cuốn đó đi. Thầy coi rồi, cuốn đó nhiều tài liệu hay lắm, giới thiệu. Thậm chí bây giờ đi đâu mà thấy những cuốn kinh mà bằng tiếng Anh là Pháp Hòa luận hết, đem về để cho mấy thầy sau này mấy thầy có nghiên cứu. Giờ Pháp Hòa collect những bản kinh đi đâu mà thấy có tiếng Việt và những bản tiếng Anh, là dù bao nhiêu bản dịch khác nhau Pháp Hòa vẫn đỉnh hết, để sau này cho các thầy, hy vọng rằng người sau có được những tài liệu để nghiên cứu. Và đôi khi Pháp Hòa còn khuyến khích nữa, rảnh nó lên search chữ đó cuốn kia để mình biết những cái. Xem từ điển là một trong những mình gọi là gì, cái sở thích của Pháp Hòa đó. Pháp Hòa thích tra từ điển Phật học lắm. Tại vì khi mình, trong khi mình tra cái chữ mình muốn đó, là mình vô tình mình sẽ phát hiện rất nhiều chữ mới, những cái từ ngữ mới. Cho nên thích lắm. Pháp Hòa rảnh là Hòa hay dở từ điển ra coi, rồi mình thấy một nào hay là Pháp Hòa làm dấu. Giờ từ điển Pháp Hòa trong phòng làm dấu đầy hết chứ. Rồi lâu lâu với những cái chỗ đó mình nhớ, hồi xưa tôi nhớ tôi có để cái mục đó, là ra là đúng y. Cho nên ở trong giáo pháp Như Lai, mà nếu mình sanh tâm sân hận hoài thì không có cơ hội thọ trì cái đó. Tại vì lúc đó mình không cần biết gì nữa hết. Chướng ở trong nơi đạo Bồ Tát xuất ly chẳng hay thân cận, chướng chẳng hay tu tập đạo Bồ Tát không hư mất, chướng tùy thuận chúng sanh vì nhị thừa, chướng xa lìa chủng chánh, chủng tánh tam thế Phật và Bồ Tát. Đó là những cái mình mới nói có mấy cái chướng à, chưa nói tới những cái khác. Thôi thì tối hôm nay mình buổi đầu mình học một phẩm này, một đoạn đầu của cái phẩm kinh ha. Kinh không có dài lắm đâu. Pháp Hòa nghĩ hy vọng là trong 3 buổi mình sẽ học được khá. Cái phần kết tóm thì mình sẽ lược, mình chỉ học cái phần chính của Bồ Tát Phổ Hiền dạy thôi. Thì qua đến đoạn này á, thì đại chúng biết rằng á, sở dĩ Ngài đưa ra một số các chướng không cách nào đủ hết, như cái câu mà Ngài nói là vạn chướng, phải không? Nhưng mình nghe chỉ mới có mấy chục cái chướng này là mình thấy muốn chết. Nếu mà vạn chướng nữa thì cỡ nào. Thì từ đó mình mới thấy rằng cái ba cái tâm hành bất thiện, đại chúng nhớ ha, ba tâm hành bất thiện đó là tham, sân, si. Nó nằm sẵn trong mỗi chúng sanh mình. Tham đó là bát giới, sân đó là ngộ không, si đó là ngộ tịnh. Ngộ không, ngộ tịnh, ngộ năng,
là tượng trưng cho tham sân si ở mỗi chúng ta. Ngài Huyền Trang là một con người không biết chánh tà, không biết gì hết, phải không? Đó là ai? Đó là mình. Một con người sanh ra người thường rồng rặc như mình đây nè, mà sanh ra là đã có ba đứa đó đệ tử mình rồi. Cho nên Ngài Huyền Trang có ba người đệ tử đó, đó là sẵn là mình rồi. Bây giờ mình đi đâu thì nó đi theo đó, phải không? Mình đi tu thì nó đi tu theo, mình đi chùa nó đi chùa, mình đi chợ nó đi chợ, mình làm gì nó đi theo làm đó. Nhưng nếu chính bản thân mình là một người thầy, mình có lá bùa mình dán nó, thì nó đó đó, nhưng mà nó không dám nhúc nhích. Lạng hoàng là niệm chú lên nó nhức đầu chết, nhức đầu. Lạng hoàng là niệm chú lên nhức đầu. Cho nên mình niệm chú thì ở đây là gì? Mình phải biết mỗi đứa con mình nó tham thì mình có cách mình điều phục tham. Bây giờ mình muốn điều phục tham á, bỏ nó kêu nó vừa vô biểu nó tu luyện đâu có chịu đâu, cho nó tu tám giới thôi. Cho nên cho ông con heo á, phải không, vẫn phải cho ông ăn chứ, vẫn phải cho ông ngủ chứ. Thì bây giờ mình không phải là mình dứt là mình làm gì, thiểu dục trì túc. Giống như Pháp Hòa hay nói ngoài, mình không phải là vô dục, mình vẫn còn dục nhưng mình thiểu dục, phải không? Chứ mình không có đa dục, tại vì đa dục là thị khổ, muốn nhiều là khổ nhiều, phải không? Thì mình thiểu dục tham. Cái ông mà Ngộ Không á, ông thông minh không? Thông minh lắm, mà người thông minh là hay nóng tánh. Tại vì sao? Ông thấy ai làm gì chậm chạp á, bực bội, chậm tiêu. Cái người mà gọn gàng nhanh nhẩu là thường dễ nóng với những người chậm lụt. Cho nên nó nhiều đứa nó bị mình hét riết đó, mình la nó riết đó, mà nó đâm ra nó khờ, chẳng hạn như Pháp Hòa. Bị la riết mà khờ đó. Không, rồi Pháp Hòa có cái bệnh ù tai nhức đầu đó. Thì có chị Phật tử, chị mới nói, chị mới mua cho Hoài chai thuốc, chị mới nói thầy uống này đi, uống này nó bổ não. Cái cô kia nói trời ơi, thầy đã vậy rồi mà uống này nữa chắc chết mình. Thôi bữa nay mình học tới đây ha, mai sáng mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng, giờ chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên. Đại chúng xả chân chút. Thưa đại chúng, sau khi mình đứng dậy xong đó, thì chúng ta có 10 phút giải lao, sau đó trở lại chánh điện thì chúng ta thực tập ngồi tĩnh chút xíu trước khi về nghỉ nha. Coi như là mình warm up cái ngủ. Kính bạch thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe pháp của thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật, vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe pháp á, bây giờ ta thâu mấy cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe pháp với niệm Phật, cái nghe pháp á là chỉ là cái pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập.
Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất mở mang, nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên. Rồi mình giải thôi, nào mình đọc thơ ha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bứt mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình giảng chàng vậy, mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Đấy không? Cho nên học là nghe pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Không? Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba nó, ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng Pháp Hòa chưa bao giờ gặp mặt. Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi ba nó mỗi lần nựng, nói trời ơi may là ông thể của ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình, chứ như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó cái có cái cách là người nào mà có mang á là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên á hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên đó, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có người giải thích đó, tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con. Cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng, chỉ là mình học cái pháp thôi. Còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á. Người nào cũng sai hết á, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột có gián thì mình, nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó,
mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát giáng biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị, tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối dán. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh nhưng bị đột quỵ chết, bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1, không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. 2, chừng nào mình bệnh. 3, khi nào mình chết. 4, chết vì lý do gì. 5, chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì, khi nào chết, chết vì sao mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là gì, mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Đi chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cho người ta hỏi, thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Và nó khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì báo lạnh. Nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Những cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa cho mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hằng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân, ở đây có chùa không? Hãy có chùa một cái gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hễ mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó, còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo Chúa, con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không?
Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo, vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi, các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì thể là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương, là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp. Chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa. Thì cái đó, cái điều đó bất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng, hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở à, và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi. Chỉ có cái giọng khác thôi chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc, thấy không? Rồi cũng khổ theo miền vùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn đấy, mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ, năm cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên á, mình á, tin cái nào mình đừng có bác người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương à. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng, là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii, ở Maui, hai ngày khóa tu giảng, những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà Ma Sơ còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con, tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật? Trời. Bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất, quý vị nhớ chiêm bao là do năm điều nha. Mình có năm lý do để nằm chiêm bao. Một là do túc nghiệp nè. Hai là do mình tâm sinh lý, mình ngủ thân thể nằm không đúng cách, sinh chiêm bao. Ba là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. Bốn là quỷ thần, năm là thiện thần, ta mách bảo, ta gia hộ mình, hay quỷ thần quấy phá. Thì hằng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là năm cái thức của năm cái mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt, là cái căn này nè, con mắt này mở, nhìn thấy cảnh, thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô chị năm, chị ba,
cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàng thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là năm cái thức nó ngủ: thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, thức của mũi. Năm cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được, rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được. Thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu có thấy gì. Năm cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. Thì nó thức, cái ý nó thức, nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên. Cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn xào quá, tối ngủ mình thấy ra muốn. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn. Cho nên á, hằng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, nghĩa là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó, để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chiêm bao là gì? Tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Sao Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi? Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có bốn cách nói: chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái tôi chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia, cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ, ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì có một cái người đó đó, họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó không, nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó thì nó cứ nhanh, nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ổng không có nói, ổng không có lấy. Thì họ đánh ổng tới chết. Mà ổng thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ổng nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng mới là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt, trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà, ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gỗ với nhau, rồi họ tới với mình, họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình ấy, tôi thấy bữa đó đó, cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị có nói gì tôi không? Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi,
Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói là không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ. Cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh gì chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó, nó có bốn cách ha. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là bốn cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn hai câu thôi để đại chúng biết cái cách giữ giới của đạo Phật nè. Quý vị nhớ hai câu thôi là quý vị giữ giới được. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm, gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó. Không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên là người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó. Mà nói tóm lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc, mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa để Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Để mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình, nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức, với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tín và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo, giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường. Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô. Nó xen vô. Cũng giống như là mình ở đây á, mình biết ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe Pháp hay về chùa nghe Pháp để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Và khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác
làm mình tác động. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc, và cũng xin thưa đại chúng là quý vị nào tham dự khóa tu đó thì xin quý vị nhớ ghi danh, bởi vì tu viện cần số lượng, biết số lượng để mà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cũng như là thực phẩm cho mình trong mấy ngày tu tới. Vị nào không đăng ký trực tiếp ở bàn thư ký thì quý vị online vào website của chùa. Bây giờ đã có một cái hình thức đăng ký ngay trên mạng luôn, rất là tiện lợi, không cần phải in giấy ra điền gì nữa hết. Mình register online thì khi mình đăng ký xong mình gửi về một cái là tu viện nhận liền cái information, cái chi tiết của mình. Thì mong đại chúng phát tâm tham dự những khóa tu. Và Pháp Hòa rất là mừng thì mỗi năm những cái phương tiện mà đăng ký tu học đó nó được phát triển tốt hơn để cho mọi người thuận lợi dù các vị ở xa. Dạ, xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Dạ.